Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 149. Điện Phi Vân. Lâm Nhất đang đi trên đường xuống núi, bỗng nhiên dừng bước. Có chuyện gì vậy? Tiểu Băng Phượng trong chiếc hộp kiếm Tử Diên hỏi. Ta cảm thấy có người luôn dõi theo ta từ trong bóng tối. Lâm Nhất vừa nói xong, đột nhiên quay người, ánh mắt quét qua bốn phương. Ở phía bên kia, ánh sáng trong mắt Lâm Nhất lóe lên, sự sắc bén hiện ra, chỉ thấy trên một ngọn tháp cao có bóng dáng một người, mặc áo trắng, đầu đội mũ che mặt bằng vải lụa trắng, mơ hồ có thể thấy là một nữ tử. Khi ánh mắt Lâm Nhất sắp khóa chặt vào đối phương, người phụ nữ áo trắng hóa thành một luồng sáng mờ, bay xa như tia chớp. Chỉ là khi bóng dáng sắp hoàn toàn mờ đi, nàng ta quay đầu nhìn lại Lâm Nhất, đôi mắt đẹp như tiên tử, dù qua một lớp vải trắng, cũng không thể che giấu đi vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Tốc độ nhanh quá. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên một vẻ khác thường, hóa ra thật sự có người đang âm thầm theo dõi, người này cũng là đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông sao? Có cảm giác sức mạnh của nàng ta còn mạnh hơn Diệp Tử Lăng, khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Chờ đã. Lâm Nhất bỗng nghĩ tới, khi Tiểu Vũ Nhược tiếp đón hắn, có nói qua rằng trong số đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông có hai người nắm giữ kiếm ý thông thiên. Một người là Diệp Tử Lăng, người kia chính là nàng ta sao? Phù Vân Kiếm Tông này quả thật là ngọa hổ tàng long, trong lòng Lâm Nhất thầm nghĩ, kiếm ý thông thiên quả thật không phải dễ dàng nắm bắt. Trên điện Phi Vân rộng lớn, biết bao ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lâm Nhất, cho đến khi Lâm Nhất đi xa, tầm nhìn vẫn chưa thu lại. Dù Lâm Nhất vừa rồi tự phụ đến cực điểm, lại còn phô trương, nhưng áp lực mà hắn mang lại cho mọi người vẫn còn đó. Ngày hôm nay, chắc chắn là một ngày không thể quên trong lịch sử của Phù Vân Kiếm Tông. Người trên đường như ngọc, công tử thế gian vô song. Nếu Lâm Nhất không tự phụ như vậy, có lẽ thật sự xứng đáng với danh hiệu này, ít nhất phong thái hoàn toàn đủ. Trong đó, ánh mắt Diệp Tử Lăng phức tạp nhất, đối phương rõ ràng đã lên đến đỉnh núi Thánh Kiếm, nhưng tu vi vẫn là thiên phách cảnh tầng 6. Hắn đến từ con đường thông thiên, tiềm lực bản thân chưa cạn. Nếu muốn thì trong một dịp ngàn năm có một ngày, có thể giúp hắn một hơi vượt qua rào cản của tinh quân, nhưng hắn lại không làm như vậy. Càng kỳ lạ hơn, kiếm ý thông thiên của nàng ta đã đến đại thành, nhưng vẫn có chút không thể nhìn thấu kiếm ý của đối phương. Sư tỷ, sao ngươi lại nhìn chằm chằm vào Nhất sư huynh vậy, ngươi thích hắn sao? Tiểu Vũ Nhược cười hì hì nói. Sắc mặt Diệp Tử Lăng không thay đổi, ánh mắt của nàng ta bình tĩnh và lạnh lùng, nhẹ nhàng nói, trước khi Phù Vân Kiếm Tông giành được vị trí đầu bảng trong trận chiến xếp hạng của Phủ Thương Huyền, ta sẽ không thích bất kỳ ai. Trên điện Phi Vân, trưởng giáo Phù Vân từ trên trời giáng xuống, ánh mắt nhìn về bốn phương nói, mọi người tản ra đi, từ hôm nay, Lâm Nhất chính là đệ tử thân truyền chữ thiên của Phù Vân Kiếm Tông, các vị xin hãy ghi nhớ. Sau khi mọi người hành lễ thì lần lượt rút lui. Ở đây đợi ta. Trong mắt Diệp Tử Lăng đầy nghi hoặc, nàng ta dặn dò Tiểu Vũ Nhược một tiếng sau đó vọt lên không trung đuổi theo trưởng giáo Phù Vân. Nhưng tốc độ của trưởng giáo Phù Vân quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp Tử Lăng đang sầu não, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, phát hiện trưởng giáo Phù Vân không biết từ khi nào đã đứng trên đỉnh núi phía trước chờ nàng ta. Cha! Sau khi hạ xuống, Diệp Tử Lăng với chút kính sợ gọi, nơi đây không có người ngoài, nàng ta không cần gọi đối phương là trưởng giáo nữa. Trưởng giáo Phù Vân khẽ gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra chút tươi cười, cha biết con có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cha không thể nói với con. Diệp Tử Lăng nhẹ giọng nói, con chỉ muốn biết, hắn rốt cuộc là ai, đến Phù Vân Kiếm Tông với mục đích gì. Trưởng giáo Phù Vân thở dài, cười nói, cha không hề lừa dối con. Hắn đến từ con đường thông thiên, đến Phù Vân Kiếm Tông không với mục đích gì. Thậm chí không phải do hắn chủ động đến, hắn ở Phù Vân Kiếm Tông chỉ sẽ ở lại một năm, sau một năm sẽ đi. Chỉ một năm rồi đi. Câu trả lời này rõ ràng ngoài dự đoán của Diệp Tử Lăng, nàng ta vội vàng hỏi, vậy hắn trên con đường thông thiên rốt cuộc xếp hạng bao nhiêu? Chắc chắn không phải ngoài top 100, cũng không chỉ là kim bảng. Hắn đương nhiên không chỉ là kim bảng. Trong lòng trưởng giáo Phù Vân cười khổ, hắn đương nhiên không chỉ là kim bảng, hắn là người đứng đầu thiên lộ thứ 9, hắn là vua tuyệt đỉnh của thiên lộ này. Mười phương giới tử năm chết năm tàn, trận chiến cuối cùng quét sạch tất cả. Kiếm ý thông thiên, vô địch thiên lộ,
hắn còn là người mà sư tôn chỉ định muốn thu nhận làm đệ tử quan môn. Trong chín thiên lộ, phong độ của những người đứng đầu các thiên lộ khác, đều bị hắn áp chế xuống. Bây giờ con đường thiên đã kết thúc, không biết đã gây ra bao nhiêu sóng gió ở thế giới bên ngoài, danh tiếng của Lâm Nhất đã thu hút sự chú ý của nhiều thế lực cổ xưa. Nhưng những điều này, đều không thể nói với Diệp Tử Lăng. Phong Giác đặt Lâm Nhất tại Phù Vân Kiếm Tông, trong đó có ý định bảo vệ Lâm Nhất, thông tin của hắn tạm thời không thể có bất kỳ rò rỉ nào. Diệp Tử Lăng thấy cha chỉ nói được một nửa, biết tính tình của đối phương, nên không tiếp tục truy hỏi. Nàng ta ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi, với cơ hội lớn như vậy, con rất tò mò, tại sao hắn không một hơi thăng tiến lên tinh quân? Hắn có võ học thánh linh, bây giờ lại nắm giữ Phù Vân Thập Tam Kiếm, một khi thăng tiến lên tinh quân, e rằng ngay lập tức có thể trèo lên quân bảng. Trưởng giáo Phù Vân trầm ngâm nói, ta có chút dự đoán, hắn có thể muốn đột phá cực hạn của thiên phách cảnh, muốn trồng xuống 7 đóa hoa tinh ma trong các đại khí hải. Diệp Tử Lăng ngạc nhiên nói, điều này, không thể nào. Cực hạn của thiên phách cảnh được gọi là thất hoa tụ đỉnh, là hành động nghịch thiên, thế giới Côn Luân thỉnh thoảng có yêu nghiệt muốn đột phá cảnh giới trong truyền thuyết này. Hầu hết đều chết thảm, theo thời gian, thất hoa tụ đỉnh ở thế giới Côn Luân đã trở thành một loại cấm kỵ. Nhưng một khi thành công, sẽ vô cùng kinh khủng, chắc chắn sẽ nghịch thế mà lên, trong thế giới Côn Luân lớn này có thể tranh đấu với các thiên kiêu có 102. Con đừng bị hình tượng của hắn làm mê hoặc, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Phù Vân Kiếm Tông, nên có một số hành động hơi phô trương. Nếu có thể, con nên thân thiết với hắn hơn. Trưởng giáo Phù Vân không nói rõ, chỉ có thể nhẹ nhàng chỉ bảo con gái một chút. Lâm Nhất bị Phong Giác đưa đến Phù Vân Kiếm Tông, không biết sư tôn Giao Quang Kiếm Thánh muốn thu nhận hắn làm đệ tử, trong lòng tất nhiên có chút nghi hoặc, không thể hoàn toàn tin tưởng Phù Vân Kiếm Tông. Con không muốn thân thiết với hắn đâu, lúc nãy hắn suýt khinh nhờn con rồi. Trên gương mặt lạnh lùng như băng của Diệp Tử Lăng lộ ra một chút xấu hổ hiếm hoi. Ha ha ha, đó chỉ là đùa thôi. Trưởng giáo Phù Vân nghe vậy bật cười lớn, ông ta không biết con gái mình thì như thế nào, nhưng Lâm Nhất đã từng từ chối cả con gái của vị đại nhân kia rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm sao có thể thực sự khinh nhờn Tử Lăng được, chỉ là trò đùa của thanh niên mà thôi, từ con đường thông thiên máu tanh khốc liệt, đến Phù Vân Kiếm Tông tương đối bình tĩnh. Nhiều cảm xúc đè nén của Lâm Nhất, cuối cùng cũng phải được giải tỏa, dù sao hắn cũng mới 19 tuổi mà thôi. Con không quan tâm điều đó, cha, cuộc chiến xếp hạng của Phủ Thương Huyền. Diệp Tử Lăng vừa mở miệng, nụ cười trên mặt trưởng giáo Phù Vân lập tức thu lại, trực tiếp ngắt lời, cha biết con muốn nói gì rồi, con muốn ba kiếm cuối của Phù Vân Thập Tam Kiếm, nhưng việc này cha không thể giúp được, con có thể tự đi tìm hắn. Con không muốn tìm hắn. Diệp Tử Lăng hơi khó chấp nhận, nàng ta muốn cha ra mặt, dùng bảo vật đổi lấy với đối phương. Nhưng không ngờ cha lại trực tiếp từ chối. Khiến nàng ta trở tay không kịp. Trưởng giáo Phù Vân thở dài trong lòng, con gái ông ta cũng giống ông ta, tính tình quá kiêu ngạo, thực ra không tốt lắm. Nàng ta bị Lâm Nhất hạ nhục một chút trước mặt mọi người, thật ra cũng tốt. Hắn không giống như những gì con nhìn thấy đâu. Sau khi nói câu này, trưởng giáo Phù Vân không dừng lại thêm nữa, lóe lên rồi biến mất. Chấm. Phù Vân Kiếm Tông, Đinh Phong Cư. Lâm Nhất ngồi xếp bằng trên một đạo đài, đang lĩnh ngộ Phù Vân Kiếm Quyết và Phù Vân Thập Tam Kiếm, thu hoạch trực tiếp nhất lần này chính là một bộ võ học thánh linh này. Vừa có kiếm pháp, vừa có kiếm quyết, một khi thông thạo, sẽ trở thành lá bài tẩy của Lâm Nhất khi đối mặt với tinh quân cảnh. Còn thu hoạch lớn nhất, chính là linh khí của toàn bộ núi Thánh Kiếm, cùng với việc kiếm ý thông thiên được bổ sung hoàn chỉnh, kiếm ý của hắn đến đây đã không còn khuyết thiếu. Linh khí núi Thánh Kiếm có thể khiến Lâm Nhất một lần vượt qua được cửa ải tinh quân, nhưng Lâm Nhất không làm như vậy. Trong thâm tâm, hắn vẫn muốn đạt đến cực hạn của thiên phách cảnh, hắn có một khát vọng rất lớn về điều này. Hiện tại với linh khí trời đất này tụ lại trong cơ thể, khi đột phá thất hoa tụ đỉnh, khả năng thành công chắc chắn cao hơn rất nhiều. Chỉ có kiếm ý, dù hắn có ý muốn đột phá, nhưng vẫn bị ngăn cản ở ngoài cửa. Kiếm ý thông thiên hiện tại của Lâm Nhất đã đạt đến mức độ vô cùng đáng sợ. Khiếm khuyết được bổ sung, tương đương với việc được rèn luyện lại một lần nữa. Ở cùng cảnh giới, có thể đạt đến mức ít nhất gấp đôi đối thủ, dù sao những người khác trong giới Côn Luân cũng không có cơ duyên như hắn.
nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được, kiếm ý vẫn chưa đạt đến cảnh giới tại thiên tri thượng. Kiếm ý có 9 cấp, cứ 3 cấp lại có một cửa ải lớn, ngay cả bậc thần long cảnh cũng khó lòng thông thạo, 9 phần 10 kiếm khách trong giới Côn Luân đều bị kẹt ở cửa ải này suốt đời. Cấp thứ 4 của kiếm ý, tại thiên tri thượng. Tại mi tâm, kiếm ý của Lâm Nhất như ngọn lửa, hắn lờ mờ chạm được một chút, nhưng hiện tại vẫn thiếu một tia cơ duyên. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, Tiểu Băng Phượng đang đi qua đi lại trong viện, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Từ khi rời khỏi điện Phi Vân, nàng ta đã khá tức giận, cứ lạnh nhạt không đếm xỉa đến hắn. Lâm Nhất biết không cần quan tâm nàng ta, chờ nàng ta nhịn thêm một lúc nữa, cuối cùng vẫn phải tìm đến hắn thôi. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn cười nói, Tiểu Băng Phượng, người đã đi khá lâu rồi đấy. Quả nhiên, Tiểu Băng Phượng lập tức dừng lại, không vui nói. Lúc nãy trên điện Phi Vân ngươi phô trương uy phong thế, sao không nhắc tên hiệu của bản đế không vui, hừ, bản đế không giúp ngươi thì ngươi có lên được đỉnh núi Thánh Kiếm không? Nỗi bất mãn của nàng ta hoàn toàn hiện ra trên gương mặt, trông thật đáng yêu. Lâm Nhất cười nói, lỗi tại ta. Vậy từ nay ngươi phải hứa với bản đế, lúc phô trương uy phong phải nhắc tên hiệu của bản đế, giống như lúc trên đỉnh núi xanh kia, đọc đủ tên hiệu của bản đế. Tiểu Băng Phượng nói, vẻ bất mãn trên mặt lập tức biến mất, cười tươi nói. Lâm Nhất cười hỏi, vậy nếu người khác hỏi quan hệ của ta và ngươi, ta trả lời thế nào? Đầy tớ. Tiểu Băng Phượng tự tin nói. Lâm Nhất lập tức lười đếm xỉa đến nàng ta, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nói, có người đến đây. Không lâu sau, Diệp Tử Lăng và Vương Vũ Nhược đi vào, con mèo ngốc trong lòng Vũ Nhược lập tức nhảy xuống. Nhất sư huynh, ta giúp người đưa mèo ngốc về đây rồi. Tiểu Vũ Nhược cười hì hì nói. Hai người xoay chuyển ánh mắt, thấy Tiểu Băng Phượng đang cau có hờn dỗi, trong mắt đều lóe lên vẻ kinh diễm. Cô bé xinh đẹp quá. Đường nét thanh tú như ngọc mài, gần như hoàn mỹ không tì vết, khí chất thanh thoát xuất trần, có chút lạnh lùng kiêu ngạo cô độc. Quan trọng nhất là gương mặt ấy, rõ ràng trông chỉ mới 5-6 tuổi, nhưng đã có nét đẹp tuyệt trần. Diệp cô nương đến thăm, không biết có việc gì. Trên đạo đài, Lâm Nhất không đứng dậy, trực tiếp hỏi. Diệp Tử Lăng bừng tỉnh, nhìn Lâm Nhất, rồi nhìn Tiểu Băng Phượng, không thể tin nổi nói, Lâm Nhất, thế mà ngươi lại nuôi cô bé nhỏ tuổi. Sắc mặt Lâm Nhất tối sầm, trong đầu người phụ nữ này đang nghĩ gì thế? Nhưng nghĩ lại, với khí chất của Tiểu Băng Phượng, ở cùng hắn, quả thực dễ khiến người ta có những suy nghĩ không hay. Nhưng cái nồi này, Lâm Nhất thực sự không thể gánh, trầm giọng nói, đừng nói lung tung. Vậy ngươi nói đi, nàng ta là ai? Có quan hệ gì với ngươi? Diệp Tử Lăng hỏi dồn dập. Lâm Nhất cũng bị hỏi đến bế tắc, nghĩ một lúc, bỗng nhiên cười nói, ngươi tự hỏi nàng ta đi. Diệp Tử Lăng trừng mắt nhìn Lâm Nhất, thần sắc dịu lại rất nhiều, nhìn Tiểu Băng Phượng nói, Tiểu muội muội, muội tên gì, nói cho tỷ tỷ nghe nào. Tiểu Băng Phượng liếc trắng mắt nhìn nàng ta. Ngẩng đầu nói, ai là muội muội của ngươi? Bản đế là Phượng Hoàng thần tộc tứ hải bát hoang tam thập lục thiên thất thập nhị sơn vô thượng chí tôn Đồ Thiên Đại Đế. Diệp Tử Lăng sững người, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, hoàn toàn không thể thốt ra. Nàng ta tưởng đối phương sẽ nói một cái tên gì đó, như Tiểu Hồng hay Tiểu Bạch chẳng hạn, nhưng bỗng nhiên đối phương phun ra một tràng dài thế kia. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Tử Lăng, Lâm Nhất cố gắng không cười ra tiếng. Diệp Tử Lăng cố gắng gượng ra một nụ cười, không chịu bỏ cuộc hỏi, tên xấu xa kia có quan hệ gì với ngươi, hắn có ngược đãi ngươi không? Tiểu Băng Phượng khinh khỉnh nói, đó là đầy tớ của bản đế chỉ cần một ngón tay là có thể diệt sạch hắn, trong thiên hạ này không ai có thể ngược đãi bản đế. Trời sinh bản đế chưa sinh, trời diệt bản đế không diệt. Bản đế sinh ra đã 18 tuổi, một kỷ nguyên là một tuổi. Phụt! Lâm Nhất không nhịn được nữa. Trực tiếp phá lên cười. Trên mặt Diệp Tử Lăng đầy vạch đen, coi như nàng ta đã xác nhận rồi, đứa bé này bị Lâm Nhất nuôi nên hỏng não mất rồi. Nàng ta lập tức ra tay, trực tiếp phát Tiểu Băng Phượng lên vai, lạnh lùng nhìn Lâm Nhất nói, ban đầu ta định xin lỗi ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại đê tiện như vậy, ta nhìn nhầm ngươi rồi. Ngươi, quả nhiên, quả nhiên. Nàng ta nói quả nhiên mấy tiếng, cũng không nói ra lời, cuối cùng giận dữ nói. Người quả nhiên ngoài ngoại hình ra thì chẳng có gì cả. Lâm Nhất ngẩn người, trong lòng lẩm bẩm, suy nghĩ lại lời nói của đối phương.
ngoài ngoại hình ra ngươi chẳng có gì cả, câu này có vấn đề gì không? Dường như không có vấn đề gì, Lâm Nhất trừng mắt, lập tức cười nói, cảm ơn lời khen ngợi. Ngươi! Thấy vẻ mặt thản nhiên của Lâm Nhất, Diệp Tử Lăng tức đến muốn phun máu, không đếm xỉa đến sự giãy giụa của Tiểu Băng Phược, xoay người bước đi. Buông bản đế ra, buông bản đế ra, bản đế tức giận đấy. Buông bản đế xuống. Hu hu hu, Lâm Nhất cứu ta, bản đế sai rồi. Tiểu Băng Phượng vùng vẫy mấy lần, nhưng đều vô ích, Lâm Nhất cũng không thèm đếm xỉa. Đừng nói bây giờ hắn không đánh lại được Diệp Tử Lăng, cho dù có đánh lại được, hắn cũng sẽ không ra tay, cô nhóc này cứ lải nhải đầy tớ, nên chịu khổ một chút mới biết điều. Còn về vấn đề an toàn, cũng không cần lo lắng. Một là nhìn ra Diệp Tử Lăng thực sự quan tâm cô bé, hai là Tiểu Băng Phượng vẫn mang danh hiệu Đồ Thiên Đại Đế. Bị Diệp Tử Lăng bắt đi, cũng yên tĩnh đấy, vừa lúc để hắn tu luyện Phù Vân Kiếm Quyết trong khoảng thời gian này. Nhất sư huynh, sau này ta có thể đến chơi với mèo ngốc được không? Vũ Nhược vẫn chưa đi, chỉ vào con mèo ngốc hỏi. Lâm Nhất cười nói, ngươi không nghe thấy sư tỷ của ngươi nói gì về ta sao? Ta tin Nhất sư huynh không phải người như vậy đâu. Vũ Nhược khẳng định nói một cách nghiêm túc. Vậy thì ngươi có thể đến bất cứ lúc nào, Lâm Nhất cười nói. Vũ Nhược. Ngoài viện truyền đến tiếng gọi tức giận của Diệp Tử Lăng, Vũ Nhược thè lưỡi với Lâm Nhất rồi vội vàng đi ra. Lâm Nhất mỉm cười nhìn bóng lưng đối phương, bỗng nhiên cảm thấy, ở Phù Vân Kiếm Tông này cũng khá tốt, ít ra sẽ không buồn chán. Nhưng người phụ nữ mặc áo trắng kia là ai, có dịp phải tìm hiểu cho rõ mới được. Phù Vân Thập Tam Kiếm, võ học thánh linh cấp thượng phẩm, như tên gọi gồm 13 kiếm. Khác với các võ học thánh linh khác, mỗi khi tu luyện xong một kiếm đạt đến cảnh giới viên mãn, sẽ ngưng tụ ra một con thanh loan thánh linh. Đệ tử mạnh nhất của Phù Vân Kiếm Tông có thể cùng lúc triệu hồi 10 con thanh loan thánh linh, đạt đến mức độ khó tin. Nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, mỗi con thanh loan đơn lẻ không phải là thánh linh hoàn chỉnh, nếu va chạm trực tiếp với thánh linh của đối phương sẽ tan vỡ ngay lập tức. Chỉ có tu luyện kiếm pháp này đến cảnh giới thâm hậu tột cùng, khống chế nhiều con thanh loan đến mức thuần thục như lửa, mới có thể phát huy được ưu thế của việc có nhiều thánh linh hơn. Nếu không, khi giao thủ với người khác, rất dễ bị đánh tan tác từng con một. Nhược điểm lớn hơn của kiếm pháp này, là không ai có thể đạt được kiếm chiêu hoàn chỉnh, đa số đệ tử thân truyền chỉ có thể lĩnh ngộ 3 năm kiếm, nhiều nhất là 7-8 kiếm. Không phải bất kỳ ai cũng có thể nắm giữ 10 kiếm như Diệp Tử Lăng. Dùng 10 thanh loan lớn để quét sạch đối thủ. Đồng thời khi có nhiều thánh linh, việc khống chế cũng trở nên phức tạp, nếu không có trình độ ngộ tính nhất định, ngược lại không bằng khống chế một thánh linh đơn lẻ. Vì vậy trong Phù Vân Kiếm Tông này, có người dù đạt được Phù Vân Thập Tam Kiếm, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng lựa chọn các võ học thánh linh khác. Sức mạnh của kiếm pháp này, chỉ có một số yêu nghiệt mới có thể thực sự thi triển hết. 700 năm trước, vị đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông kia, đã dùng 10 thanh loan thánh linh xông sáo khắp hoang cổ vực, để lại huyền thoại tinh quân vô địch về kiếm pháp này trong đông hoang. Đặc biệt là khi người ta biết được, Phù Vân Thập Tam Kiếm này chưa từng có ai tu luyện trọn vẹn, khiến danh tiếng của nó càng thêm vang dội. Không thể tưởng tượng nổi, Phù Vân Thập Tam Kiếm hoàn chỉnh đáng sợ đến mức nào. Người khác không biết, nhưng Lâm Nhất thì rõ như ban ngày, hắn không chỉ đạt được Phù Vân Thập Tam Kiếm trọn vẹn, mà còn chưa từng có tiền lệ đạt được cả Phù Vân Kiếm Quyết, khiến toàn bộ kiếm pháp này không còn bí mật gì nữa. Cái gọi là thanh loan, không phải thánh linh của Phù Vân Thập Tam Kiếm, nói chính xác hơn chỉ là một phần của thánh linh mà thôi. Chỉ có thông thạo Phù Vân Kiếm Quyết, mới có thể khiến thanh loan lột xác hợp nhất thành thánh linh thực sự của kiếm pháp này, bí mật này cũng khiến Lâm Nhất không khỏi kinh ngạc. Đợi đến khi cả kiếm pháp lẫn kiếm quyết đều lĩnh ngộ xong, Lâm Nhất bắt đầu chính thức tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng, trong đầu hiện ra 13 bức tranh. Trên mỗi bức tranh đều có một bóng người cầm kiếm, hắn khẽ động tâm niệm, những bóng người trong tranh liền nhúc nhích sống lại, không ngừng múa may các loại kiếm pháp. Suốt 2 ngày, Lâm Nhất ngồi im không nhúc nhích, chỉ cẩn thận quan sát những bức tranh này. 2 ngày sau, Lâm Nhất rút táng hoa ra, bắt đầu luyện tập các kiếm chiêu trên không trung, biểu hiện ra những bóng người và động tác khắc sâu trong đầu, cùng các chi tiết khác. Từng đạo kiếm quang, theo từng cái vùng đập của cánh tay của Lâm Nhất, tỏa ra những kiếm quang sắc bén vô cùng. Thời gian sau đó, hắn chìm đắm trong việc tu luyện,
ban ngày luyện tập kiếm pháp, ban đêm tu luyện phủ vân kiếm quyết. Hai thứ bổ sung cho nhau, xác minh lẫn nhau, khiến hắn tiến bộ nhanh chóng, thực lực tăng vọt. Ngày trước trên điện phi vân, hắn có thể bảy bước thành kiếm với phong hành kiếm pháp, chủ yếu là vì kiếm pháp này có cấp bậc không cao, thuộc tính vừa khéo là phong lôi. Hắn thông thạo thương long kiếm uy, trình độ phong lôi vượt xa người khác, lại có kiếm ý thông thiên đạt đến viên mãn đỉnh phong, nên mới có thể bảy bước thành kiếm. Còn phù vân thập tam kiếm này, lấy ý cảnh mây làm chủ đạo, ngay cả những kiếm pháp khiếm khuyết cũng đạt đến cấp bậc thánh linh thượng phẩm, phù vân thập tam kiếm hoàn chỉnh có thể nói là tuyệt phẩm. Mặc dù vậy, Lâm Nhất chỉ mất 7 ngày là đã luyện thành 9 kiếm. Cái gọi là luyện thành, tất nhiên không phải chỉ sơ lược, mà mỗi một kiếm đều đạt đến cảnh giới viên mãn. Mỗi một kiếm đều có thể triệu hồi thanh loan thánh linh, 9 kiếm cùng xuất ra, có thể triệu hồi 9 con thanh loan bay lượn, chiếu sáng bầu trời. Tốc độ này, không chỉ phù vân kiếm tông, ngay cả toàn bộ phủ thương huyền cũng không ai có thể sánh bằng. Đồng thời, phù vân kiếm quyết của Lâm Nhất cũng đạt đến một trình độ nhất định. Kiếm quyết và kiếm pháp cùng vận chuyển, dù cùng là phù vân kiếm pháp, nhưng 9 kiếm của Diệp Tử Lăng không thể so sánh với hắn. Dĩ nhiên cô gái này có tu vi rất cao, gần đạt đến viên mãn đỉnh phong của tinh hà cảnh, hoàn toàn không cần so sánh kiếm pháp với hắn. Chỉ cần tu vi, đã có thể dễ dàng nghiền nát Lâm Nhất, nghĩ đến cũng khá phiền muộn. 7 ngày tu luyện phù vân kiếm quyết. Linh khí hùng vĩ mà Lâm Nhất hấp thu trên đỉnh núi Thánh Kiếm ngày hôm đó đã được tiêu hóa 1/10. Chất lượng nguyên khí trong các khí hải đều được rèn luyện lại vài lần, mỗi khí hải đều vững chãi như bí cảnh. Theo tiến độ này, chưa đến một tháng, cho dù Lâm Nhất không muốn, cũng phải đẩy tu vi lên thiên phách cảnh tầng 7. Ngày hôm nay, trời trong nắng ấm. Bên bờ sông phía sau Đinh Phong Cư, dòng nước tràn ngập linh khí, cuồn cuộn chảy xiết. Phù vân thập tam kiếm. Kiếm thứ nhất phủ vân tế nhật. Kiếm thứ hai, phong quyển tàn vân. Kiếm thứ ba, cửu tiêu vân động. Kiếm thứ tư, thiên cao vân đạm. Chấm. Kiếm thứ tám, tôn vân hóa long. Kiếm thứ chín, thanh vân trực thượng. Lâm Nhất mặc một chiếc áo xanh nhạt, cầm kiếm táng hoa, múa may liên tục xuất ra kiếm pháp. Xung quanh hắn có mây mù lượn lờ, trong ánh kiếm quang lóe lên, hắn như một ngọn núi đơn độc nhô lên giữa mây mù. Tựa như đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống tám phương, nhìn ngắm muôn loài. Rõ ràng gần ngay trước mặt, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác đang đứng trên đỉnh núi, không thể nhìn thẳng, chỉ có thể ngửa mặt ngắm nhìn. Hắn liên tục xuất ra 9 kiếm, ánh mắt như tia chớp xuyên thủng hư không. Sau đó mạnh mẽ nhảy vọt lên, như một ngọn núi đơn độc muôn trượng thoát khỏi trói buộc của trời đất, cả bầu trời đều tối sầm lại. Ầm ầm. Từng tia chớp xé tan hư không. Dưới bầu trời tối đen, thanh kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như hủy diệt thế gian, tựa như thiên đạo vô tình. Leng keng. Lâm Nhất xỏ kiếm vào vỏ, ánh mắt lấp lánh, lẩm bẩm tự nhủ, hóa ra là thế, muốn tu luyện phù vân thập tam kiếm đến hóa cảnh, ắt phải thông thạo ý nghĩa, mây trôi chẳng theo ý ta, trong nháy mắt đã 1 vạn năm, nếu không, dù tu luyện tinh vi đến đâu, cũng sẽ bị vướng mắc dưới mây trôi mà thôi. Lúc hắn luyện tập như vậy, đồng thời với kiếm quang bay lượn, kiếm thế trên người như một ngọn núi đơn độc đứng sừng sững. Càng về sau, tâm càng thanh tịnh, hắn tưởng tượng mình là núi thánh kiếm. Đến kiếm thứ 9 thanh vân trực thượng, kiếm thế đã lộ ra dấu hiệu của một ngọn núi chọc thủng mây trôi, một hiện tượng lạ khó tin. Có nên nói với Diệp Tử Lăng không? Cô gái này hẳn là đệ tử mạnh nhất của Phù Vân Kiếm Tông, ít nhất nàng ta đã tu luyện 9 trong số 13 kiếm của Phù Vân Thập Tam Kiếm. Nếu không hiểu được điều huyền diệu này, e rằng sẽ mãi mãi không thể phát huy được tinh túy của phù vân kiếm pháp. Tuy tính nết nàng ta có chút khó chịu, nhưng tính tình không tệ lắm, chỉ là hơi lạnh lùng mà thôi. Nhưng cho dù hắn có ý định này, liệu nàng ta có lĩnh ngộ hay không cũng khó nói, nghĩ đến đây Lâm Nhất cười cười, việc này cứ để sau vậy. Nếu nàng ta thực sự có ý muốn, thì nên chủ động đến hỏi hắn mới phải. Đến lúc luyện tiêu rồi. Lâm Nhất xỏ kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng nói. Nhiều ngày nay chỉ chăm chú tu luyện phù vân thập tam kiếm, hoàn toàn bỏ qua việc luyện tiêu, nhưng bây giờ thì dùng tiêu khống chế kiếm cũng được xem là một trong những lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Sau này muốn tu luyện Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điển, cũng không thể tách rời sự hỗ trợ của tiếng tiêu. Ít ra phải tu luyện đến cảnh giới dùng tiêu khống chế kiếm, để tiếng tiêu có thể thực sự khống chế kiếm, biểu hiện ý cảnh trong kiếm bằng tiếng tiêu.
giống như bây giờ, chỉ dựa vào Khúc Tử Diên phi vũ, thủ đoạn vẫn hơi đơn điệu. Gặp phải đối thủ mạnh, chỉ cần chống đỡ qua một hiệp, nếu Tiếng Tiêu không có biến hóa gì khác, khả năng bị phá rất lớn. Lâm Nhất lấy Tiêu Tử Ngọc Thần Trúc ra, trong chớp mắt đã rời khỏi Đinh Phong Cư. Chấm. Xung quanh núi Thánh Kiếm của Phù Vân Kiếm Tông, có 108 ngọn núi trôi lơ lửng, đều không có ngoại lệ, tất cả dùng để trấn áp núi Thánh Kiếm. Nếu không, với kiếm ý khủng khiếp tiềm tàng trong núi Thánh Kiếm, chỉ trong chốc lát có thể san bằng cả tông môn. Thường ngày những ngọn núi này đều là khu vực cấm địa, ngay cả các trưởng lão cũng không được đặt chân lên. Đối với Lâm Nhất tất nhiên không thành vấn đề, hắn có lệnh bài chữ thiên do chính trưởng giáo Phù Vân ban, có thể tự do đi lại trong tông môn. Bởi vì là luyện tiêu, tất nhiên phải tìm một nơi vắng vẻ, những ngọn núi trôi lơ lửng xung quanh núi Thánh Kiếm chính là nơi thích hợp nhất. Xẹt. Lướt qua trong mây, Lâm Nhất liếc mắt nhìn quanh, tìm được một ngọn núi vắng vẻ rồi hạ xuống. Lâm Nhất đưa Tiêu Tử Ngọc Thần Trúc lên môi, vừa định thổi, phát hiện ra sau vài ngày không luyện, ngay cả khúc nhạc và ngón tay của Khúc Tử Diên phi vũ cũng trở nên cực kỳ lạ lẫm. Hắn đặt chiếc tiêu ngọc xuống, hồi tưởng lại một lúc, rồi lại đưa lên môi thổi. Hu hu. Tiếng tiêu như than khóc như tỏ bầy, không lâu sau đã dần đi vào cảnh đẹp, dưới sự hỗ trợ của Tiêu Tử Ngọc Thần Trúc tuyệt hảo như vậy, dù Lâm Nhất mới chỉ là người mới học, tiếng tiêu thổi ra cũng du dương động lòng người. Miễn cưỡng có thể gọi là âm thanh tự nhiên. Tiếng tiêu mênh mông vang vọng trên đỉnh núi cô độc, tuyết rơi lả tả theo tiếng tiêu, hòa lẫn với những cánh hoa tím bay ra từ cơ thể Lâm Nhất. Lần này không cần vượt cửa, Lâm Nhất thả lỏng tâm thần, trong lúc thổi tiêu cẩn thận cảm nhận sự hòa quyện của kiếm ý và tiếng tiêu. Thời gian trôi qua, dần dần ngộ ra một số điều huyền bí, tiếng tiêu vốn là một loại cảm xúc, âm luật đạo cũng là một đại đạo, không thua kém gì kiếm đạo, không có cao thấp. Nếu hắn dùng tiêu khống chế kiếm, luyện tiêu chính là luyện kiếm. Một khúc nhạc kết thúc, sắc mặt Lâm Nhất tái nhợt, hơi mệt mỏi, dùng tiếng tiêu khống chế kiếm hao tâm tổn sức hơn hắn tưởng tượng. Dùng tiêu khống chế kiếm, thực ra có thể giải thích là dùng tình khống chế kiếm, tình cảm này có thể là sự phẫn nộ của ta, có thể là người ta yêu thương, cũng có thể là niềm vui của ta. Ánh mắt Lâm Nhất lấp lánh, hắn đã ngộ ra rất nhiều. Ba ngày tiếp theo. Lâm Nhất chìm đắm trong việc tu luyện tiếng tiêu, hoàn toàn xếp kiếm qua một bên. Bởi vì tất cả cảm xúc của hắn đều hòa tan trong tiếng tiêu, biến ảo theo tiếng tiêu lên xuống, vui buồn lẫn lộn, hào hùng nhiệt huyết, hỉ nộ ái ố, tất cả đều ở trong đó. Rõ ràng kiếm đã xong, nhưng khúc Tử Diên phi vũ lại tinh tiến gấp nhiều lần, khi thổi ra Tử Diên kiếm trận đảo ngược, hoàn toàn không có chút trở ngại nào. Lần này, Lâm Nhất hoàn toàn quên mất Tử Diên phi vũ, hắn không có phổ nhạc. Không có ngón tay, chỉ có những suy nghĩ trong lòng mình. Một trái can tràng đoạn, chân trời tìm đâu được chi âm. Khúc nhạc này, hắn thổi cho chính mình, khúc nhạc kết thúc, vô số cảm xúc vẫn vấn vương trong lòng không thể tan biến. Lâm Nhất cầm lấy Tiêu Tử Ngọc Thần Trúc, lại thổi lên, tiếng tiêu như than khóc như tỏ bầy, hu hu rung động, âm thanh bi ai đau thương, khiến người nghe đau xót trong lòng. Hắn nghĩ đến cái chết của đại ca Hân Tuyệt. Hắn nghĩ đến tuyết rơi đầy trời tại đế đô, tựa hoa lê nở rộ. Hân Nghiên vì hắn mà đã gả cho kẻ thù không đội trời chung, ngày ấy hắn đau buồn đến tột cùng. Một khúc hoa lê tàn, chỉ có bông hồng đỏ trong tuyết. Khúc nhạc này hắn thổi cho sư tỷ Hân Nghiên, như ngày xưa tại Đại Tần, vui cho ai, buồn cho ai, vì ai mà rút kiếm không ngoảnh đầu lại. Tiếng tiêu vang lên, khúc nhạc này Lâm Nhất thổi cho Nguyệt Phi Vi, một khúc hồng nhan tiếu, việc xưa nào đáng nhắc lại. Tiếng tiêu biến đổi, Lâm Nhất thổi cho Tô Hàm Nguyệt, một khúc luân hồi khổ, kiếp này gặp lại nàng nơi nào. Cuối cùng, hắn hóa tất cả cảm xúc thành nhiệt huyết nồng nàn, thổi ra vẻ phóng khoáng và ngông nghênh chưa từng có. Khúc nhạc này hắn thổi cho thanh kiếm trong tay, một khúc loạn giang sơn, thanh kiếm này sinh ra đã không tầm thường. Mây trôi chẳng theo ý ta, nháy mắt đã một vạn năm. Một khúc can tràng đoạn, chân trời tìm đâu được chi âm. Một khúc hoa lê tàn. Chỉ có bông hồng đỏ trong tuyết. Một khúc hồng nhan thiếu, việc xưa nào đáng nhắc lại. Một khúc luân hồi khổ, kiếp này gặp lại nàng nơi nào. Một khúc loạn giang sơn, thanh kiếm này sinh ra đã không tầm thường. Mây trôi chẳng theo ý ta, nháy mắt đã một vạn năm. Giữa chốn non cao lơ lửng, núi rừng mênh mông, Lâm Nhất liên tục thổi lên năm khúc nhạc.
mỗi khúc đều không theo cung bậc nhất định, chỉ tùy theo cảm xúc trong lòng, tùy ý mà thôi. Tất cả hỉ nộ ái ố, vui buồn hợp tan, nhiệt huyết và ôn nhu trong lòng hắn, đều hòa quyện vào năm khúc nhạc ấy. Tiếng tiêu vang vọng giữa đất trời, giữa rừng sâu, lay động tâm can, rực rỡ tỏa sáng. Mỗi khúc đều là chân tình của hắn. Khúc đầu tiên là nỗi cô độc, tịch mịch, là những thống khổ, dày vò bị kìm nén trên con đường thông thiên. Khúc thứ hai dành cho Hân Nhiên sư tỷ, khúc thứ ba dành cho Nguyệt Phi Phi, khúc thứ tư hắn dành cho Tô Hàm Nguyệt. Ba người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, mỗi người đều có vị trí không thể thay thế. Đa phần, con người ta chỉ biết trân trọng sau khi đã mất đi. Thuở ấy nào hiểu, nhưng cảm xúc ấy lại như rượu ủ càng lâu càng nồng, càng để lâu, vết thương càng sâu. Như Hân Nhiên sư tỷ, đến giờ hắn mới bàng hoàng nhận ra, thì ra sư tỷ chiếm một vị trí quan trọng đến nhường ấy trong lòng mình. Như Nguyệt Phi Phi, hắn nhìn cây tiêu ngọc trên tay, lập tức hiện lên hình ảnh cô gái áo đỏ bên bờ sông, dưới tán rừng phong, ngoảnh đầu mỉm cười. Lần đầu gặp gỡ dưới lá đỏ bên sông dưới ánh trăng, nụ cười của người đẹp khiến ta say đắm cả đời. Từ đó tơ tình khó dứt, chuyện xưa nào dám nhớ lại từ đầu. Lâm Nhất nhìn cây tiêu ngọc trên tay, ánh mắt thất thần. Khúc thứ tư hắn dành cho Tô Hàm Nguyệt, người yêu trải qua hai thế giới cùng hắn. Hắn là Lâm Nhất của địa cầu, cũng là kiếm nô Lâm Nhất, nhưng Lâm Nhất của địa cầu đã không còn, kiếm nô Lâm Nhất cũng không còn. Một đời hai kiếp luân hồi khổ ải, kiếp này gặp lại cố nhân nơi đâu? Một câu tạm biệt Côn Luân, Lâm Nhất trên con đường thông thiên thập tử nhất sinh, chỉ mong khi lên đến đỉnh có thể đặt chân đến Côn Luân. Nhưng gặp lại nơi đâu, ngày nào mới có thể gặp lại? Khổ ải luân hồi, sao sánh bằng một chữ tình? Khúc nhạc cuối cùng, hắn dành cho thanh kiếm táng hoa trong tay, cũng là dành cho chính mình. Ta chẳng phải vật trong ao, thanh kiếm này sinh ra đã phi phàm. Chủ nhân núi thánh kiếm ngạo nghễ cất cao tiếng hát, mây trôi chẳng theo ý ta, nháy mắt đã một vạn năm. Lâm Nhất cũng vậy, thanh kiếm trong tay hắn, sao có thể bị vây khốn dưới đám mây trôi, ắt có ngày bay lên trời cao. Giữa rừng núi, vô số kiếm ý kết thành những bông hoa băng tuyết, phủ kín hư không, nhìn thoáng qua như muôn ngàn tinh tú, trải dài vô tận. Dưới màn đêm, cảnh đẹp như vậy, khiến người ta ngắm nhìn đến xuất thần. Lấy tiêu ngự kiếm, thì ra là thế. Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn hiểu ra, chân lý của việc dùng tiêu điều khiển kiếm, chính là một chữ tình. Giữa mi tâm của hắn có dòng nhiệt lưu chuyển động, Lâm Nhất nhắm mắt cảm nhận, cảm thấy nơi mi tâm có kiếm ý cuồn cuộn tích tụ, muốn phá vỡ thứ gì đó, nhưng lại mãi không thể thoát ra. Kiếm ý tứ phẩm, có liên quan đến chuyện này sao? Lâm Nhất sờ lên mi tâm, trầm ngâm suy nghĩ. Đây không phải lần đầu tiên, trước đây mỗi khi kiếm ý tinh tiến, mi tâm đều có dị động như vậy. Hóa ra tiếng tiêu cũng có thể giúp ta tăng tiến kiếm ý. Lâm Nhất thầm nghĩ, như vậy thì luyện tiêu quả thực cũng là luyện kiếm. Thật mong chờ, kiếm ý trên trời cao này, rốt cuộc có thể tỏa sáng rực rỡ đến mức nào trong tay ta. Bù! Lâm Nhất vung tay lên, những đóa hoa kiếm ý điểm xuyết giữa rừng núi. Tựa như đèn khổng minh bay lên không trung từ đỉnh núi. Thật đẹp, khiến người ta say mê lưu luyến. Kiếm ý tứ phẩm, e rằng cũng sẽ đẹp như vậy nhỉ. Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm. Cheng, cheng, cheng. Ngay lúc Lâm Nhất chuẩn bị rời đi, giữa 108 ngọn núi lơ lửng xung quanh núi Thánh Kiếm, bỗng vang lên tiếng đàn du dương, cao vút. Tiếng đàn hòa quyện giữa những đỉnh núi mây phủ, tựa như tiên âm du dương, lập tức chạm đến tâm can người nghe. Tiếng đàn thật cao minh. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, chủ nhân của tiếng đàn này, e rằng còn cao minh hơn người áo xanh trong núi Thánh Kiếm trước đó gấp nhiều lần. Hắn nghe đến say mê, không khỏi bay lên không trung, lần theo tiếng đàn giữa tầng mây. Sau khi tới gần, Lâm Nhất dang rộng hai tay, mây mù như từng lớp màn tre, lần lượt mở ra trước mắt hắn. Đợi đến khi mây tan sương tạnh, trong tầm mắt Lâm Nhất hiện ra người đang gảy đàn, giữa đình viện trên đỉnh núi. Có một nữ tử, đang ngồi trong đình gảy đàn, 10 ngón tay trắng nõn như tuyết, không ngừng lướt trên dây đàn. Đẹp quá! Chỉ riêng đôi bàn tay này cũng đủ để khẳng định chủ nhân của nó ắt hẳn là một tuyệt thế giai nhân. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, là nàng. Nữ tử ấy mặc một thân đồ trắng, đầu đội đấu lạp lụa trắng, thấp thoáng sau lớp lụa mỏng là dung nhan tuyệt mỹ ẩn hiện.
nhưng nhìn kỹ, lại cách một tầng sương mờ, không thể nhìn rõ dung mạo. Lâm Nhất tin chắc, nàng chính là nữ tử thần bí ở Điện Phi Vân 7 ngày trước, người áo trắng âm thầm nhìn mình chằm chằm. Lâm Nhất không để lộ chút động tĩnh, lặng lẽ tiến lại gần, ẩn mình trong mây mù quan sát. Rắc! Tiếng đàn trong tay nữ tử áo trắng đột nhiên dừng lại, thì ra là một dây đàn bị đứt. Nàng ta thong thả nói, Lâm công tử, đã đến rồi thì không cần trốn tránh nữa, ta vốn đang đợi ngươi. Bị phát hiện, Lâm Nhất cười ngại ngùng, bước ra khỏi đám mây mù. Hắn đi đến vách núi, đến bên đình viện, phát hiện trên bàn đã bày sẵn 5 chén rượu, trong chén đều đã rót đầy rượu. Cô nương đang đợi ta ư? Lâm Nhất tò mò hỏi. Nữ tử áo trắng mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta đã nhiều năm không gảy đàn, đêm nay nghe được 5 khúc tiêu của Lâm công tử, cảm xúc dâng trào, lòng có chút xao động. Bèn muốn ôn lại chuyện cũ, muốn mời công tử đến đây, khiến Lâm công tử chê cười rồi. Lâm công tử, Lâm Nhất lặp lại một câu, cười nói, cô nương biết họ của ta, xem ra hôm đó quả thực là cô nương rồi. Nữ tử áo trắng không phủ nhận, nhẹ giọng nói, bọn họ nói có kỳ nhân đến từ con đường thông thiên. Ta bèn đến xem thử, quả nhiên là kỳ nhân, bằng không thật sự bỏ lỡ một màn kịch hay. Người trên đường như ngọc, công tử thế gian vô song, 7 bước thành kiếm, leo lên đỉnh núi thánh kiếm, âm thanh của đại đạo, tiếng chuông kiếm đạo, vang vọng cả phủ vân. Như vậy đã đủ kỳ nhân rồi, không ngờ tiếng tiêu của Lâm công tử còn có trình độ cao như vậy, thật sự khiến tiểu nữ mở rộng tầm mắt. Được người ta khen ngợi như vậy, Lâm Nhất có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. Ta mới luyện tiêu mà thôi, nào dám nói đến trình độ gì. Nhưng tiếng tiêu này, rõ ràng đã lĩnh hội được tinh túy của âm luật, tiếng tiêu phượng vang vọng, như trên 9 tầng mây. Chỉ là ta càng muốn biết, tiếng tiêu của Lâm công tử vì sao lại sầu muộn như vậy, nghe đến nao lòng. Bi thương vô tận, tịch mịch vô tận, bi hoan vô tận. Nữ tử áo trắng ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, giọng nói thanh thúy êm tai, như ngọc châu rơi xuống đĩa. Nụ cười trên mặt Lâm Nhất chợt tắt. Lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có người nghe ra chân ý trong khúc nhạc, trên mặt không khỏi hiện lên chút khổ sở. Cô nương, muốn nghe một câu chuyện không? Lâm Nhất trầm mặc một lát, không biết vì sao, hắn thật sự có mong muốn mở lời. Mời ngồi, mời uống, ngươi nói, ta nghe, nữ tử áo trắng đưa tay ra hiệu. Lâm Nhất ngồi xuống, nâng chén rượu lên, cười nói, hóa ra rượu này thật sự là chuẩn bị cho ta, vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Hắn uống một hơi cạn sạch, đây là một chén rượu mạnh, như lửa thiêu đốt trong cổ họng. Rượu vừa xuống bụng, lục phủ ngũ tạng lập tức cuộn trào, cay đến mức nước mắt của hắn cũng tràn ra. Rượu ngon! Lâm Nhất nói một tiếng đầy cảm khái, sau đó nói, câu chuyện này kể ra thật dài, chuyện xưa kể rằng, có một nơi rất xa xôi, trong một tông môn có một kiếm nô, hắn có thiên phú bình thường, ngộ tính bình thường, ngoài tuyệt kỹ rửa kiếm ra, chẳng có gì cả, nhưng lại là một kẻ si tình. Ha ha ha! Lâm Nhất phá lên cười, tiếng cười bi thương, nhưng lại tràn đầy hào khí. Rõ ràng hắn đang kể chuyện của người khác, nhưng nước mắt của chính mình lại tuôn rơi không ngừng. Nào hay, Lâm Nhất của địa cầu và kiếm nô Lâm Nhất, sớm đã là một người. Hắn là Lâm Nhất trên địa cầu, cũng là kiếm nô Lâm Nhất của Thanh Vân Tông. Hắn kể câu chuyện của Lâm Nhất, kể đến Tô Hàm Nguyệt, lại từ Thanh Vân Tông kể đến đế quốc Đại Tần, lại kể đến cái chết của Hân Tuyệt. Lại kể đến trận tuyết lớn ở đế đô, hắn vì hồng nhan mà nổi giận, rút kiếm không quay đầu. Kể đến, trước khi rời khỏi hoàng cung Đại Tần, nữ tử kia đã nổi giận với hắn, bảo hắn không được đắc ý. Ánh dương rực rỡ, không được đắc ý. Nữ tử áo trắng nhìn qua lớp lụa trắng của đấu lạp, Lâm Nhất kể đến đây, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười, tên này đắc ý lắm. Người ngủ với nàng, thật sự đắc ý lắm sao? Nữ tử áo trắng lần đầu tiên nói chen vào, trong đình viện không biết từ lúc nào đã lặng lẽ phủ lên một tầng hàn ý. Lâm Nhất nửa say nửa tỉnh không nhận ra, hắn cười nói, ta há lại là kẻ nông cạn như vậy, tơ là vì trong lòng nàng có ta, ta mới đắc ý. 5 chén rượu không biết từ lúc nào đã bị uống cạn, Lâm Nhất tự rót rượu cho mình, vừa uống vừa nói. Hắn cũng không biết, hôm nay vì sao lại không kiêng dè như vậy, có lẽ là vì tri âm khó tìm. Hoặc cũng có lẽ là trong lòng hắn thật sự có quá nhiều câu chuyện, muốn chia sẻ với người khác, hắn hoàn toàn buông bỏ phòng bị trước mặt người xa lạ này. Hắn lại kể đến con đường thông thiên,
kể đến trận chiến cuối cùng uyển chuyển cự tuyệt đối phương, kể đến vừa rồi bản thân đau lòng, cũng không phải thật sự đã quên đối phương. Còn cả Hân Nghiên, trong lòng hắn cũng có nhiều lưu luyến, nỗi sầu muộn đau khổ của hắn cũng bắt nguồn từ đó. Không cần đau lòng, nếu người thật sự không có chút tình cảm nào với hai nữ tử này, vậy thì quá mức lạnh lùng vô tình rồi. Nói không chừng, ý trung nhân của ngươi, cũng sẽ vì vậy mà không thích ngươi. Nữ tử áo trắng đúng lúc nói. Lâm Nhất cười nói, không, không liên quan đến nàng ấy. Ta chưa từng nghĩ, có ngày mình cũng sẽ bị tình làm khó. Chứ tình này, quả thật còn khó hơn cả kiếm đạo, giết người không thấy máu, khiến người ta khó quên, lại khiến người ta khó buông. Nữ tử áo trắng đầy cảm khái nói, Lâm công tử, hoàn toàn khác với Lâm công tử mà ta gặp 7 ngày trước. Lâm Nhất đặt chén rượu xuống, đôi mắt say có chút mơ màng, khẽ cười nói, cũng không thể nói là khác, chỉ là không đoán được ý nghĩ của lão già kia, hắn muốn chơi, ta tạm thời chơi cùng hắn, chỉ là hình như chơi hơi lớn rồi. Hắn vừa uống vừa kể, đến cuối cùng rõ ràng đã say, đứng dậy khoa tay múa chân với đối phương, giải thích cho nàng hiểu năm khúc nhạc vừa rồi rốt cuộc ẩn chứa ý nghĩa gì. Kể đến cuối cùng, Lâm Nhất say mềm ngã xuống trong đình, trong giấc mộng vẫn còn lẩm bẩm một mình. Đợi đến khi ánh bình minh ló dạng, biển mây mênh mông được phủ lên một lớp ánh vàng, Lâm Nhất mới từ từ mở mắt. Trên người hắn khoác một chiếc áo lông trắng, ánh nắng chiếu lên mặt, Lâm Nhất lười biếng mở mắt ra. Đây là nơi nào? Lâm Nhất giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh, đình viện trống không. Cho đến khi nhìn thấy chén rượu trên bàn, Lâm Nhất mới dần dần nhớ lại, lại nhìn chiếc áo lông trắng trên người, cười khổ nói, lại uống say rồi, thật mất mặt. Hắn loạng choạng đứng dậy, nâng chén rượu lên, liếm sạch từng giọt rượu còn sót lại bên trong. Sau đó lau khóe miệng, cười nói, rượu này quả thật là rượu ngon. Rượu là rượu ngon, chỉ là không biết nữ tử áo trắng kia, có phải là người tốt hay không. Lâm Nhất lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hắn băng qua biển mây mênh mông. Nửa nén hương sau, trở lại Đinh Phong cư, một bóng dáng nhỏ đang bực bội nghịch tóc. Mắt Lâm Nhất sáng lên. Là Tiểu Băng Phượng, nàng ta đã trở về từ chỗ Diệp Tử Lăng. Tiểu Băng Phượng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, Lâm Nhất lập tức giật mình, rượu uống tối hôm qua đều bị dọa cho bay hết. Chỉ thấy Tiểu Băng Phượng tóc tai rối bù, loạn như tổ chim sẻ. Hai má đánh phấn hồng rực, trên mặt còn điểm thêm mấy nốt tàn nhang đen. Tệ nhất là, trên người còn mặc một chiếc áo bông đỏ quê mùa. Lâm Nhất lùi về sau một bước, sợ hãi nói, yêu quái ở đâu đến đây? Tiểu Băng Phượng nghe vậy, nghẹn ngào vài tiếng, sau đó ngồi bệt xuống đất, oa oa khóc lớn, hu hu hu, Lâm Nhất, ngươi là đồ khốn, bản đế không muốn sống nữa. Tiểu Băng Phượng ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết, thật sự khác xa với phong thái thường ngày của nàng ta, Lâm Nhất muốn an ủi một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười. Được rồi, đừng khóc nữa, ta đưa ngươi đi rửa mặt. Lâm Nhất dịu dàng nói, mỉm cười an ủi. Hu hu hu. Bản đế không rửa, bản đế không sống nữa, ngươi lại dám nói ta là yêu quái. Hu hu hu, bản đế không sống nữa. Tiểu Băng Phượng nghe Lâm Nhất khuyên nhủ, ngược lại càng khóc càng thương tâm, nằm lăn ra đất không chịu đi, hai chân còn thỉnh thoảng đạp loạn xạ. Thấy nhóc con này nổi giận, nhất quyết không chịu dậy, Lâm Nhất cười cười, bất đắc dĩ phải bế nàng ta lên. Vốn tưởng nàng ta sẽ vùng vẫy kịch liệt, ai ngờ Lâm Nhất vừa bế lên, nàng ta lập tức im lặng. Chỉ còn thút thít khe khẽ. Khóe miệng Lâm Nhất giật giật, đừng như vậy chứ, uy nghiêm đại đế của ngươi đâu rồi. Vừa rồi còn khóc lóc ương bướng như vậy, hóa ra chỉ cần ta bế ngươi lên là được, trong lòng Lâm Nhất vừa tức vừa buồn cười, đây nào phải đại đế gì, rõ ràng vẫn là một tiểu công chúa, hơn nữa còn là một công chúa mít ướt. Đến bên bờ sông sau nhà, Lâm Nhất nhúng khăn tay vào nước, bắt đầu lau mặt cho nàng ta. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy phấn hồng rực rỡ trên mặt nàng ta, còn có những nốt tàn nhang đen li ti kia, hắn đều phải cố gắng nhịn cười. Ngươi còn cười. Tiểu Băng Phượng trừng mắt nhỉ nhắn, bĩu môi tức giận nói. Được rồi, ta không cười. Lâm Nhất vừa lau vừa nhịn cười, nhưng thật sự rất buồn cười. Ngươi gạt người, ngươi còn cười. Hai mắt Tiểu Băng Phượng đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, đáng thương nói. Phụt. Lâm Nhất không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, được rồi, ta thật sự đang cười, ha 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 ha. Đại đế, ngươi làm sao vậy?
Tiểu Băng Phượng lập tức lộ vẻ mặt ấm ức, đứng dậy định nhảy xuống sông, nức nở nói, bản đế không sống nữa, người đừng ngăn cản, bản đế muốn nhảy sông tự vẫn. Ta chẳng ngăn ngươi, Lâm Nhất cười hì hì nói. Tiểu Băng Phượng lập tức đứng người, ngẩn ngơ một lát, rồi òa lên khóc. Lâm Nhất vội vàng an ủi, đừng khóc, đừng khóc, khóc nữa là lớp trang điểm của ngươi sẽ trôi hết đấy. Tiểu Băng Phượng nghe vậy, lập tức khóc càng thêm bi thương. Lâm Nhất an ủi mãi, Tiểu Băng Phượng mới dần dịu lại, rồi hỏi chuyện gương mặt của nàng ta rốt cuộc thế nào, là Diệp Tử Lăng trang điểm cho nàng ta à? Nữ ma đầu kia, nói rằng bản đế trông quá xinh đẹp, sẽ bị kẻ xấu để ý. Sau này ra ngoài phải trang điểm, còn phải mặc áo bông xấu xí này, lại còn chỉ bảo bản đế tập võ. Tiểu Băng Phượng giận dữ nói càng tức, vung tay múa chân, trời sinh ta đã sinh, trời diệt ta không diệt. Thần Long thấy bản đế cũng phải cúi đầu. Bản đế đâu cần nàng ta chỉ bảo, lúc đó không nhịn được, chế nhạo nàng ta một trận. Rồi sao nữa? Lâm Nhất hỏi. Giọng nói của Tiểu Băng Phượng thấp xuống, ngượng ngùng nói, rồi nữ ma đầu kia đánh bản đế, nói bản đế không nghe lời, sau này không nghe lời cũng sẽ bị đánh. Đánh ngươi ở đâu? Lòng bàn tay. Tiểu Băng Phượng giơ tay ra, vẻ mặt đáng thương, ngươi xem này. Đã sưng lên rồi, đau lắm. Lâm Nhất nhìn một chút, phát hiện không hề nghiêm trọng như nàng ta nói, dấu vết cũng không để lại. Có lẽ Diệp Tử Lăng ra tay cũng biết chừng mực, chỉ đau mà không để lại vết thương. Thật ra hắn nghĩ cũng không có gì sai, nếu là đứa trẻ bình thường, không nghe lời thật sự cần phải bị đánh. Về việc trang điểm, cũng còn được. Thế giới này không thiếu chuyện quái dị, tà tu gì cũng làm được, dạng mỹ nhân như Tiểu Băng Phượng này. Nếu không có khả năng tự vệ, ra đường chắc chắn sẽ bị người ta bắt đi. Bản đế tốn biết bao sức lực, mới trốn thoát từ tay nữ ma đầu kia, ngươi không quan tâm bản đế cũng thôi đi, lại còn nói bản đế là yêu quái. Cô nhóc ấm ức nói. Ta sai rồi. Lâm Nhất xin lỗi nàng ta, cẩn thận lau sạch những vết đỏ và đốm đen trên mặt nàng ta, hơn nửa ngày cuối cùng cũng xong. Tiểu Băng Phượng ở bên bờ sông soi gương hồi lâu. Trên mặt mới dần lộ nụ cười, nhưng thấy áo bông trên người, lại lập tức bĩu môi nhăn mặt. Bản đế thay quần áo. Nàng ta chui vào trong hộp kiếm tử diên, lục lọi một hồi mới đi ra, thay một chiếc váy ngắn trắng tinh, lộ ra đôi chân thon dài mịn màng, cổ tay buộc chiếc chuông nhỏ. Vẻ đẹp và khí chất ngày thường, lại hiện ra rõ ràng, trông như một mỹ nhân tuyệt thế. Hừ. Tiểu Băng Phượng mới hài lòng hừ một tiếng, nhìn Lâm Nhất nói. Lâm Nhất, giúp bản đế trải đầu. Ngươi như thế này cũng rất tốt, Lâm Nhất cười mỉm nói. Không được, cái bím tóc này của bản đế, nhất định phải trải lại. Tiểu Băng Phượng có sự ám ảnh sâu sắc về cái bím tóc hơn cả lớp trang điểm trên mặt, Lâm Nhất bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Lúc này Tiểu Băng Phượng mới thỏa mãn nở nụ cười, nàng ta lấy ra một chiếc gương trang điểm, để cho con mèo ngốc đứng dơ lên. Nàng ta ngồi trước gương. Lâm Nhất ngồi xếp bằng phía sau, nhớ lại bím tóc ngày thường của nàng ta ra sao, rồi cẩn thận bắt đầu buộc lên. Tiểu Băng Phượng không hài lòng với cách làm của Lâm Nhất, thỉnh thoảng chỉ vào gương. Lâm Nhất lại khá kiên nhẫn đối với điều này, mặt luôn treo nụ cười kiên nhẫn, hắn mơ hồ cảm thấy, bím tóc này có lẽ có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với Tiểu Băng Phượng. Sau một lúc lâu, Tiểu Băng Phượng nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Nhất, giọng điệu của nàng ta cũng bất giác dịu dàng hơn nhiều. Thời gian trôi qua, Tiểu Băng Phượng đột nhiên nói, Lâm Nhất, ngươi làm tôi tớ của bản đế đi. Lâm Nhất đang vén những sợi tóc, tết thành bím nhỏ, cười nói, làm tôi tớ của ngươi thì có lợi ích gì? Tiểu Băng Phượng lập tức hăng hái, lớn tiếng nói, ta có thể đưa ngươi bay. Lâm Nhất nhịn cười, khẽ lắc đầu không đáp. Đừng có không tin, đợi bản đế tìm được chân thân rồi, có thể bay cao, cao lắm. Thấy Lâm Nhất không tin. Tiểu Băng Phượng đỏ mặt giải thích. Lâm Nhất cười nói, nhưng ngươi là một đứa trẻ, lại là một cô nhóc dễ thương, ta nào dám cưỡi lên người ngươi. Tiểu Băng Phượng lập tức đáp, ai bảo ngươi cưỡi, bản đế có thể nắm lấy ngươi, ngươi treo phía dưới là được. Lâm Nhất tưởng tượng một chút, một con băng phượng dùng hai móng vuốt nắm lấy vai mình, bay lượn trên bầu trời, cảnh tượng quả thật tuyệt đẹp. Thật ra, nếu tâm trạng của bản đế tốt, cũng có thể cho ngươi ngồi trên lưng. Sắc mặt Tiểu Băng Phượng ửng hồng, cúi đầu nhỏ giọng nói. Thôi vậy, Lâm Nhất cười. Đừng mà,
bổn đế có thể bay rất cao thật mà, ta có thể đưa ngươi đi ngắm thế giới rộng lớn, 36 ngày mặc sức khám phá, phong cảnh ở 72 ngọn núi đẹp lắm. Ta còn có thể đưa ngươi đi ngắm sao, đến thung lũng thang nơi mặt trời mọc trong thần thoại và truyền thuyết, đến nơi các vị thần và ác quỷ ẩn cư ở trên trời. Tiểu băng phượng thao thao bất tuyệt, hoa chân múa tay cứ như thể đã bay qua rồi vậy. Đừng động đậy, sắp xong rồi. Lâm Nhất quấn mấy lọn tóc, rồi nhẹ nhàng nói. Ồ. Tiểu băng phượng ngoan ngoãn gật đầu. Chẳng mấy chốc, hai bím tóc lại xuất hiện trên đầu của tiểu băng phượng. Nàng ta bảo tiểu tặc miêu giơ cao gương lên, nàng ta vui vẻ soi gương sờ bím tóc, sau đó cười hì hì nói, bổn đế xinh thật. Nói xong, nàng ta cất cái gương đi, rồi dẫn tiểu tặc miêu đi ra ngoài. Người định ra ngoài à? Người khác bắt nạt ngươi thì sao? Lâm Nhất thấy thế, vội vàng nói. Hừ, ai dám bắt nạt bổn đế? Bổn đế phun một mồi lửa thiêu hắn không còn mảnh vụn luôn. Nàng ta ôm tiểu tặc miêu, tự tin nói. Lâm Nhất thầm thở dài, cô nhóc này đúng là lành sẹo thì quên đau. Nhưng có tiểu tặc miêu đi cùng, nếu thật sự có kẻ nào có ý đồ xấu với nàng ta, thì kẻ đó cũng phải cân nhắc kỹ. Bây giờ trừ Lâm Nhất ra, tiểu tặc miêu kính trọng băng phượng nhất, nói gì nghe nấy. Vẻ tàn bạo và cáu kỉnh ngày thường hay có, bây giờ không dám thể hiện ra một tí nào trước mặt nàng ta, thậm chí còn dốc sức nịnh nọt. Tên này sắp làm phản luôn rồi, Lâm Nhất nhủ thầm mấy câu. Hai người tiểu băng phượng đi ra ngoài chưa được bao lâu, Lâm Nhất đang ở trong sân luyện Phù Vân Thập Tam Kiếm, thì cảm nhận được bên ngoài có người tới. Phù Vân Cửu Kiếm được hắn tu luyện đến mức hoàn hảo, tiếp theo là tu luyện ở cảnh giới hóa cảnh, cái gọi là xuất thần nhập hóa, biến nó thành cái cho mình dùng. Tức là dung hòa ý chí và thân pháp mà mình nắm được một cách hoàn hảo, thậm chí là cả cảm xúc, thì mới có thể đạt tới hóa cảnh. Hắn đang ở trong sân. Kết hợp Kim Ô Cửu Biến với Phù Vân Thập Tam Kiếm với nhau, từng chút một xóa đi bóng dáng của cổ nhân. Nhận thấy người tới là cô bé Vương Vũ Nhược, Lâm Nhất không dừng lại, tiếp tục luyện kiếm pháp phối hợp của Kim Ô Cửu Biến. Trong sân rộng, hắn di chuyển linh hoạt, trên người tỏa ra kim quang, tốc độ nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Trong đường kiếm đã mất đi một chút ý Phù Vân, thêm vào đó là sự khí phách và biến hóa mà chỉ Kim Ô Cửu Biến mới có. Luyện xong 9 kiếm, Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, thấy Tô Vũ Nhược đang đứng ở chỗ không xa im lặng quan sát, sao muội lại chạy tới đây, không sợ sư tỷ của muội nói muội à? Tiểu Vũ Nhược cười nói, sư tỷ ra ngoài rèn luyện rồi, sau đó tỷ ấy còn phải đến Thương Huyền Thành chiến đấu để vào được danh sách quân bảng, phải lâu lắm nữa tỷ ấy mới về. Ta vẫn phải nhờ Nhất sư huynh, lần này chuông kiếm đạo núi thánh kiếm đã làm sư tỷ nâng cao thực lực lên rất nhiều. Quân bảng ư? Lâm Nhất nghi hoặc nói, là Đông Hoang tinh quân bảng, mọi người quen gọi tắt là quân bảng, tất cả tinh quân ở khắp Đông Hoang, chỉ lấy trong 10 vạn người tiến hành xếp hạng. Những người được vào bảng đều là người xuất sắc, ra bên ngoài có thể lấy một địch 10, thậm chí là lấy một địch 100. Nhắc đến quân bảng, vẻ mặt của Tiểu Vũ Nhược hơi kích động. Phù Vân Kiếm Tông có bao nhiêu người vào được quân bảng? Lâm Nhất tiện miệng hỏi. Tiểu Vũ Nhược suy nghĩ rồi nói. Chỉ có mình sư tỷ thôi, những người khác đều còn kém một tí, lần này sư tỷ đến thành Thương Huyền. Tỷ ấy muốn vào top 10.000, nhưng e là rất khó. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, với thực lực của Diệp Tử Lăng mà không vào được top 10.000 ư. Ngẫm nghĩ, nếu lấy cơ số ở cả Đông Hoang, e rằng đúng là chưa chắc đã vào được. Thương Huyền phủ to như thế mà cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc khi so với toàn bộ Đông Hoang. Vùng hoang cổ hạch tâm cũng chỉ chiếm được 3% diện tích Đông Hoang. Nếu cái bảng này mà không giới hạn độ tuổi, thì sẽ xuất hiện những tinh quân lão quái mấy chục tuổi, thậm chí là trên 100 tuổi tham gia. Nếu thế, giá trị của danh sách sẽ lập tức tăng vọt, Diệp Tử Lăng mà vào được top 10.000, thì mới là chuyện bất bình thường. Muội tới là để ta dạy muội thực chiến đúng không? Lâm Nhất không nghĩ nữa, mỉm cười nói. Vâng. Tiểu Vũ Nhược gật đầu nói. Năm nay muội bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. Nhỏ thật đấy. Lâm Nhất nghe vậy thì trầm mặc một lúc, tinh quân 17 tuổi, thiên phú cỡ này đúng là hơi đáng sợ. Ta sắp 18 rồi, không nhỏ. Tiểu Vũ Nhược nghĩ đến điều gì đó, hai má đỏ ửng, ưỡn ngực nói. Cô nhóc này tuổi không lớn, nhưng dáng người lại rất được, Lâm Nhất trông thấy cảnh này, hắn cười gượng, cô nhóc này lại đang nghĩ gì vậy?
Ta sẽ dạy muội Phù Vân thập tam kiếm trước nhé, muội biết mấy kiếm rồi. Lâm Nhất nói xong, mặc kệ vẻ ngạc nhiên của đối phương, hắn thể hiện luôn 9 kiếm đầu của Phù Vân thập tam kiếm cho nàng ta xem. 9 kiếm này, Lâm Nhất đã luyện đến viên mãn đỉnh phong, nửa bước hóa cảnh. Nên bây giờ dạy rất trôi chảy, cho dù Vương Vũ Nhược đã học được Phù Vân thập tam kiếm ở chỗ khác, thì cũng không có luyện hoàn hảo được như Lâm Nhất. Đợi sau khi học xong, Tiểu Vũ Nhược vẫn còn lâng lâng, không ngờ Nhất Sư Huynh lại tùy tiện dạy cho nàng ta Phù Vân thập tam kiếm luôn rồi. Tốt lắm, 3 ngày sau, muội lại tới đây, đánh tay đôi với ta bằng kiếm pháp này, ta dạy muội cách làm sao để vận dụng nó trong thực chiến và chống lại sát khí. Lâm Nhất nhẹ giọng cười nói, cô nhóc này có thiên phú tốt thật, xứng đáng để dạy. Phải rồi, Phù Vân kiếm tông có một nữ tử mặc bạch y đội mũ trắng đúng không, muội có thân pháp của nàng ta không? Trước khi đối phương đi, Lâm Nhất nhớ đến cuộc gặp tối hôm qua, hắn bỗng hỏi. Hai mắt Vương Vũ Nhược sáng lên, nàng ta nói, có, là Lạc sư tỷ, tỷ ấy tới đây vào 3 tháng trước. Nhưng toàn du rú trong nhà, thân phận rất thần bí, ta nghe sư tỷ bảo tỷ ấy đến từ thế gia thánh giả ở hoang cổ vực. Tới đây là vì Phù Vân thập tam kiếm, sư tỷ không thích tỷ đó cho lắm. Phải rồi, hôm đó Nhất sư huynh trèo lên đỉnh núi thánh kiếm, nàng ta cũng xuất hiện, ta và sư tỷ còn thấy lạ cơ. Hoang cổ vực, thế gia thánh giả. Thế thì lai lịch đúng là không phải lớn bình thường, nhưng nghĩ đến các loại bí mật ở núi Thánh Kiếm, Lâm Nhất lại thấy thoải mái, núi Thánh Kiếm này đúng là đáng để một số người bỏ thời gian tới đây. Hơn 1 tháng sau đó, ban ngày Lâm Nhất luyện kiếm, tối luyện tiêu. Thỉnh thoảng lại hướng dẫn Vũ Nhược sư muội một phen, hắn cũng dần quen thuộc hơn với nữ tử áo trắng kia, thi thoảng lại thưởng thức chút rượu ngon. Không có giết chóc, không có sát phạt, so với con đường thông thiên. Khoảng thời gian này Lâm Nhất sống cực kỳ yên ả. Trong khoảng thời gian này, hắn hấp thu linh khí dồi dào ở núi Thánh Kiếm rồi luyện hóa, tu vi bị bức tăng đến thiên phách thất trọng cảnh, vốn mà hắn tích lũy được ở thiên phách lục trọng cảnh tương đối đáng sợ. Không chỉ có kỳ ngộ ở núi Thánh Kiếm, hắn còn tiêu hao gần 1 vạn miếng đan tinh thần, cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng dù vậy, tấn thăng lên thiên phách thất trọng cảnh, lúc độ kiếp Lâm Nhất cũng chỉ trồng thêm được 2 đóa hoa tinh ma trong khí hải. Nay thất đại khí hải, đều đã có 6 đóa hoa tinh ma, chỉ nói nguyên về chân nguyên cũng đã chẳng kém một số nhân tài ở tinh nguyên cảnh tí nào. Theo như Tiểu Băng Phượng nói, Lâm Nhất muốn thật sự đạt đến thiên phách cực cảnh, thì lúc tấn thăng tinh quân vẫn phải độ kiếp 1 lần, thì mới có thể chân chính đạt đến cảnh giới thất hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết. Tất nhiên, hắn cũng có thể chọn không độ kiếp này, tấn thăng thẳng lên tinh quân. Ngoại trừ việc tu vi tăng lên, Phù Vân cửu kiếm của Lâm Nhất đều đã luyện đến hóa cảnh. Với tiêu ngự kiếm ngày càng thuần thục, trần quang kiếm pháp, lôi âm kiếm pháp, thậm chí là bá kiếm, các loại kiếm pháp hắn từng tu luyện ngày trước đều có thể triển khai bằng tiêu âm. Tiếp tục tu luyện như này, thực lực của Lâm Nhất tăng lên từng ngày, so sánh với trận chiến cuối cùng, hắn đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Nếu gặp phải đối thủ như Đế Vũ, Lâm Nhất mà đụng mặt thì có thể khiến cho đối phương quỳ xuống xin tha, sống không bằng chết. Cứ thế, chớp mắt đã qua hơn 1 tháng. Sự yên bình độc hữu ở Phù Vân Kiếm Tông làm cho Lâm Nhất không cần phải liều mạng chém giết bất cứ lúc nào giống như lúc ở con đường thông thiên. Tâm cảnh của hắn trở nên hòa nhã hơn nhiều, sự sắc bén và khí thế sát phạt còn sót lại ở con đường thông thiên, giờ đã trở nên nội liễm mà thận trọng. Hôm nay, Lâm Nhất nhận được tin báo, trưởng môn Phù Vân bảo hắn tới điện chính của tông môn. Lâm Nhất đã sớm có chuẩn bị cho việc này, trong lòng hắn biết rõ. Lão già đó chắc chắn sẽ không để hắn được an nhàn mãi, máu tươi và giết chóc sớm muộn cũng tới. Phong ba bão táp chưa hề đi xa, nếu đã vậy thì cứ để cho nó đổ tới kịch liệt hơn đi. Phù Vân Kiếm Tông, điện chính của tông môn. Lâm Nhất trông thấy trưởng môn Phù Vân đã đợi ở đây một lúc lâu, lão già này vẫn giống trước kia, sâu không lường được. Kiếm ý trên người càng đáng sợ hơn, kiếm ý thông thiên của ông ta gần đến tứ phẩm. Ở trước mặt đối phương rõ ràng là cực kỳ khó dự đoán. Khoảng thời gian này, Lâm Nhất đã chia cảnh giới ở giới Côn Luân ra, và có được hiểu biết khá rõ nét. Cảnh giới Long Mạch dù đặt ở đâu thì cũng đều được tính là cường giả một phương, đó là cảnh giới mà người bình thường cả đời cũng không thể chạm đến. Thần Long Cửu Mạch, mỗi lần ngưng kết một mạch thực lực đều sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ở Đông Hoang, Thương Huyền Phủ chỉ nhỏ bé như hạt cát trên sa mạc, trên thực tế thì chẳng nhỏ một tí nào.
cả cái huyền hoàng giới cũng chưa chắc đã bì được. Trong Thương Huyền Phủ, người có tu vi ở cảnh giới thần long chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là bốn tông phái lớn ở Thương Huyền Phủ, những trưởng lão đó phần lớn đều là tôn giả ở cảnh giới thần đan, nếu có được tu vi ở cảnh giới long mạch thì đã ngang với trưởng môn rồi, rời khỏi tông phái cũng có thể độc bá một phương trong Thương Huyền Phủ. Mà vị trưởng môn Phù Vân trước mắt đây, không chỉ có tu vi ở thần long cửu mạch, mà kiếm ý còn khó lường nữa. Long mạch mà ông ta ngưng kết rồi rào đến mức không thể tưởng tượng nổi, cường giả mà cũng ở cảnh giới thần long cửu mạch mà ở trước mặt ông ta thì e là chỉ đối mặt thôi đã không chống đỡ được rồi. Lâm Nhất nghĩ thấy lạ, nhân vật cỡ này, đừng nói là ở hoang cổ vực, cho dù đặt ở cả cái đông hoang này thì ông ta cũng phải ở tầm cỡ xưng bá một phương, tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì như này. Nhưng ông ta lại chỉ ở Phù Vân Kiếm Tông, đảm nhiệm chức trưởng môn ở một nơi nho nhỏ như này, có rất nhiều điểm kỳ lạ. Tên nhóc này, cậu ngồi yên được thật đấy nhỉ, lão phu không chủ động tìm cậu, thì cậu kiên quyết mặc kệ ta luôn. Cậu vào Phù Vân Kiếm Tông của ta sắp được 2 tháng rồi đấy nhỉ, thế mà chưa thấy cậu tới đây hành lễ lần nào. Trưởng môn Phù Vân thấy Lâm Nhất tới, ông ta cười rồi nói với vẻ nửa thật nửa giả. Lâm Nhất cười thầm, lão già thần bí này nói giỏi thật, hắn càng hiểu càng không muốn chào hỏi. Nhưng xem ra, trước mắt bất luận thế nào cũng không né được rồi. Ông già, tìm ta có việc gì? Lâm Nhất chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Trưởng môn Phù Vân không chấp hắn vô lễ, ông ta cười nói, ta tìm cậu tất nhiên là có việc, sắp 2 tháng rồi, tu vi của cậu vừa mới đột phá đến thiên phách thất trọng cảnh. 1 năm sau, ta sợ không có cách nào ăn nói với phong giác. Lâm Nhất đến từ hạ giới, hắn khác với người trong đại thế, trên người hắn còn rất nhiều tiềm lực chưa khai thác hết. Bản thân hắn còn siêu phàm. Dù chưa gặp bất cứ kỳ ngộ nào, hắn tới Côn Luân tu vi cũng sẽ điên cuồng tăng mạnh. Bình thường mà nói, thì đáng lẽ ra hắn phải lên đến tinh quân từ lâu rồi, huống hồ hắn còn từng trèo lên đỉnh núi Thánh Kiếm. May mắn cỡ này, không phải dạng vừa đâu. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, chắc là ông già này đã nhìn ra, ta có ý định đánh vào Thất Hoa tụ đỉnh. Không giải thích, Lâm Nhất yên lặng quan sát, đợi đối phương nói tiếp. Muốn đánh vào Thất Hoa tụ đỉnh. Không đơn giản thế đâu. Tích lũy đủ vốn rồi, thân thể có chịu được hay không cũng là một vấn đề. Chân long thánh dịch trong tay cậu, chắc là đã tiêu hao kha khá rồi nhỉ. Trưởng môn Phù Vân cười tít mắt nói, đôi mắt đó tựa như có thể nhìn thấu mọi bí mật của Lâm Nhất. Ông già này giỏi thật. Lòng Lâm Nhất trầm xuống, chân long thánh dịch của hắn đúng là sắp tiêu hao hết rồi, thiên long thánh thiên quyết đang kẹt ở tầng 4 không thể thăng cấp. Kiếm pháp và kiếm quyết đều tăng lên một cách khó khăn, tình hình tu vi thì càng khỏi nói, chỉ có mỗi thân thể là tiến triển thong thả. Sau khi chân long thánh dịch không còn đủ để dùng, các phương diện khác gần như là trì trệ. Ông có chân long thánh dịch à? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một tia tinh quang, vừa nói xong hắn hối hận luôn. Với thân pháp và thực lực của đối phương, không có mới là lạ. Hắn không chỉ hỏi ra một câu nhảm nhí. Còn trực tiếp để lộ ra thông tin mình đang cần chân long thánh dịch. Trưởng môn Phù Vân không nói gì, ông ta rút ra một quyển trục, rồi thản nhiên nói, một cái tên 5 giọt chân long thánh dịch, người đứng đầu 25 giọt. Lâm Nhất mở quyển trục ra xem thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, những cái tên viết trong này toàn là tà tu và đều là tinh quân. Còn cái tên ở trên cùng kia, tu vi đã đạt tới tinh hà cảnh rồi, so ra còn mạnh hơn phần lớn đệ tử thân truyền ở Phù Vân Kiếm Tông. Ông đang làm khó ta. Lâm Nhất liếc mắt nhìn đối phương, bực mình nói. Hắn mới tu luyện đến thiên phách thất trọng cảnh thôi, đối phó với võ giả ở cảnh giới tinh nguyên bình thường còn được. Nhưng bọn tà tu làm gì có ai bình thường, chỉ ít có thể ngang với đệ tử thân truyền của tông môn. Còn về cái tên ở trên đầu kia, ngoại trừ Diệp Tử Lăng ra, các đệ tử thân truyền khác ở Phù Vân Kiếm Tông đều khó nắm chắc phần thắng. Muốn đánh chết, lại càng khó hơn. Đánh bại một người, và đánh chết một người, độ khó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như Lâm Nhất hiện giờ, có lẽ hắn không phải đối thủ của Diệp Tử Lăng, nhưng nếu đối phương muốn đánh chết hắn, thì không thể. Tà tu gian xảo tàn nhẫn, làm việc ác lâu rồi mà không chết, chắc chắn họ đều có bản lĩnh hộ mệnh cực mạnh. Cậu có chấp nhận không? Trưởng môn Phù Vân mặc kệ, ông ta thản nhiên nói. Tất nhiên. Lâm Nhất có lý do để từ chối sao? Hoàn toàn không có, hắn nói xong liền cẩn thận cất quyển trục lại.
Trưởng môn Phù Vân mỉm cười nói, nhớ lấy, hoặc là cậu đừng động vào kẻ nào, hoặc là giết hết, nếu không trên danh sách mà có một người còn sống. Thì cậu cũng không lấy được một giọt chân long thánh dịch nào đâu. Một giọt cũng không lấy được. Cơ mặt Lâm Nhất run rẩy, động tác thu quyển trục cũng cứng lại một lát, hắn cười khổ nói, ông già, ông làm thế thì không phải là làm khó ta nữa, mà là muốn đùa chết ta. Bắt đầu từ ngày đầu tiên hắn vào tông, ông già này đã có ý tạo áp lực cho hắn rồi, bây giờ còn muốn hắn liều mạng nữa. Trưởng môn Phù Vân vuốt bộ râu, nhẹ giọng cười nói, tên nhóc này, cậu không biết trời cao đất dày gì cả, cậu không biết đánh vào thất hoa tụ đỉnh khủng bố cỡ nào đâu. Cậu đừng tưởng cậu gặp được may mắn ở con đường thông thiên, dựa vào một quả cửu diệp thánh quả thì có thể thành công. Còn kém xa lắm. Cho dù cậu giết hết những tên trong danh sách, lấy được chân long thánh dịch, thì cũng còn lâu mới đủ. Tóm lại dù sao cũng là chết, những tên tà tu này tên nào cũng có ân oán với Phù Vân Kiếm Tông, cậu giết được bao nhiêu thì sẽ coi như là làm việc cho Phù Vân Kiếm Tông, thế cũng coi như là chết có giá trị. Bộp. Lâm Nhất cất quyển trục đi ngay, trong mắt hắn lóe lên tia sắc bén, hắn mỉm cười nói, thế thì chắc phải làm ông thất vọng rồi, những tên này, ta sẽ giết sạch, không để lại một tên nào. Thất hoa tụ đỉnh, chắc chắn ta cũng không chết. Ở trước mặt ông già này, hắn thật sự không muốn bị coi thường. Kiếm này sinh ra đã bất phàm, chúng ta há lại là vật trong ao, cứ chờ đấy. Chấm. Đi ra khỏi điện chính của tông môn, có cơn gió lạnh thổi qua đỉnh núi, Lâm Nhất đã tỉnh táo hơn nhiều, hắn bật cười nói, lần này nói khoác hơi quá rồi. Ngay khi Lâm Nhất sắp xuống núi, thì có tiếng đàn vang lên ở phương xa, theo gió bay qua làn mây truyền đến tai Lâm Nhất. Lạc cô nương lại đang đánh đàn à? Hai mắt Lâm Nhất sáng lên, ta đi làm tí rượu. Trên làn mây, người Lâm Nhân lóe ra kim quang, hắn khởi động kim ô cửu biến, chỉ mấy hơi thở đã vượt qua làn mây mênh mông, đặt chân xuống đỉnh núi có tiếng đàn du dương kia. Trong đình, bạch y nữ tử đang tập trung đánh đàn, Lâm Nhất nghe mà phấn khởi, hắn lấy tử ngọc thần trúc tiêu thổi cùng. Hắn do dự một thoáng, sau đó cầm ống tiêu thổi lên ý cảnh của Trần Quang kiếm pháp. Hai người hợp tấu không phải lần đầu, nên thoáng cái cả hai đã tự tìm được tiết tấu, tiếng đàn và tiếng tiêu giống như một cặp loan phượng tự nở rộ ra những âm sắc riêng, nhưng lại cùng bổ sung cho nhau, tiếng nhạc vang vọng trên đỉnh núi, bay lượn trên làn mây. Hoa đến từ đâu, ta đến từ đâu? Không sơn thủy mạn mạn, mộc diệp phong kiêu kiêu. Phi hoa khinh tự mộng, ti vũ tế như sầu. Nhân gian vô sở hữu, tặng quân bạch mã đề. Dưới tiếng tiêu của Lâm Nhất, ý cảnh của Trần Quang kiếm pháp được tấu ra một cách hoàn mỹ, ánh mắt bạch y nữ tử lóe ra một tia dị sắc. Trước đó, Lâm Nhất chưa thổi bài này bao giờ, nàng ta tăng tốc 10 ngón tay, tiếng đàn trở nên dịu dàng động lòng người, bớt đi một chút thong dong lãnh đạm thường ngày. Sau đó hình như tiếng đàn đột ngột dừng lại, tựa như phi hồng phá cửu thiên, treo lên mây trời, chọc thủng tinh hán. Trong mắt Lâm Nhất hiện ra ý cười, mọi người đều bảo tri âm khó tìm. Nhưng hình như là cô nương còn hiểu hắn hơn chính hắn. Lần đầu tiên hắn thổi khúc này, đối phương hòa âm cùng, thế mà lại ung dung tự tại thế này. Tiếng tiêu vang dội, Lâm Nhất biến đổi làn điệu, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Ta tới từ bầu trời, hoa đến từ bàn tay ta. Nhất niệm trần tấn quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Trên tầng mây hoa nở vạn dặm, gió nhẹ lướt qua, trời xanh như biển, trời nước một màu. Vạn dặm vô tận là một mảng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lên 9 tầng mây. Lâm Nhất để tử ngọc thần trúc tiêu xuống, cảm xúc bị kìm nén ban nãy đã được thả lỏng hết rồi. Rượu. Hắn nhìn thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn rượu ngon, khóe miệng nhếch lên nụ cười, sau đó bước lên trước, cầm rượu lên đổ luôn vào miệng. Rượu ngon. Một ngụm uống cạn, Lâm Nhất vui vẻ thỏa chí, sảng khoái hô to. Hôm nay cảm xúc trong tiếng tiêu biến hóa rất lớn, Lâm công tử có tâm sự à? Bạch y nữ tử khẽ hỏi. Lâm Nhất cũng không giấu, hắn kể cho nàng ta nghe chuyện hắn và trưởng môn nói với nhau ban nãy, đồng thời lấy quyển trục ra. Bạch y nữ tử cầm quyển trục qua xem, lát sau nàng ta nhẹ nhàng nói, người đứng đầu trong này, nếu công tử mà đánh trực diện với hắn thì chẳng có đến 3 phần thắng. Tu vi chênh lệch quá lớn, nhưng nếu như dùng tiêu ngự kiếm thì còn có một chút phần thắng. Chỉ nguyên kiếm ý thông thiên đỉnh phong viên mãn thôi, đã khó mà có ai địch được rồi, kiếm ý thông thiên của công tử từng được tẩm bổ từ núi Thánh Kiếm,
hình như còn được tính hợp cả uy phong của Thương Long, ý chí võ đạo đã vượt xa so với cảnh giới cùng cấp. Lâm Nhất kinh ngạc nhìn đối phương, hắn chưa từng kể cho đối phương những điều này, trưởng môn Phù Vân cũng chưa chắc đã đoán được. Nữ nhân này lợi hại thật, quả không hổ là người đến từ thế gia thánh giả ở hoang cổ vực. Lạc cô nương hiểu ta thật đấy, lần này ta đi thật ra là lành ít dữ nhiều, nhưng trước khi đi ta được uống bình rượu ngon như này, ta không còn tiếc nuối gì nữa. Lâm Nhất cười ha ha, sau đó uống một hơi hết sạch chỗ rượu còn lại. Nếu công tử thích, vậy thì hãy sống sót trở về, muốn uống gì ta cũng có thể chuẩn bị cho công tử. Dưới chiếc mũ lụa trắng, nữ tử cười nhẹ như đang dặn dò, lại tựa như đang mê hoặc. Rượu gì cũng được à? Được hết. Thế ta muốn uống thiên niên hỏa, Lâm Nhất cười to nói. Được. Lâm Nhất thuận miệng nói thôi, nhưng không ngờ đối phương lại trả lời một cách khá bình tĩnh, như thể đó chỉ là một chuyện còn con vậy. Lợi hại, thế gia thánh giả khá thật đấy. Vậy xem ra ta phải sống để trở về mới được, Lâm Nhất cười mấy tiếng, lúc sắp sửa đi, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, thế là hắn quay người lại nhìn đối phương rồi nói. Ta chỉ biết cô nương họ Lạc, chưa rõ tên cô nương là gì. Ta họ Lạc, tên Hoa. Lạc Hoa, cái tên thật là lạ, Lâm Nhất nghĩ thầm trong lòng, sau đó hắn nghĩ ngay đến câu nói nọ, đó là Giang Nam phong cảnh đẹp, mùa hoa rơi lại gặp quân. Thực ra một cái tên khác của ta cũng có liên quan đến Hoa. Lâm Nhất cười nói, cái tên mà hắn nói tất nhiên là công tử Táng Hoa. Ồ! Lạc Hoa tò mò nhìn sang đây. Lâm Nhất cười mà đi, chưa hề nói rõ ra. Con đường thông thiên, một khi cái tên công tử Táng Hoa xuất hiện, thể nào cũng có gió tanh mưa máu. Công tử Táng Hoa, giết người chỉ cần một kiếm. Bây giờ ở đây là đại thế Côn Luân, danh tiếng thuộc về công tử Táng Hoa cũng nên để lộ ra một tí rồi. Hai ngày sau, Lâm Nhất đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, rồi dẫn theo Tiểu Băng Phượng và Tặc Miêu, rời khỏi Phù Vân Kiếm Tông. Địa hạt Côn Luân. Năm 3301 theo lịch thần Long, hôm nay Lâm Nhất mới xem như là chính thức đặt chân vào Côn Luân, bắt đầu cuộc rèn luyện thuộc về hắn. Chấm. Biển Phù Vân, trên một hòn đảo hoang vắng nhìn có vẻ hoang vu, có bóng người yên lặng hạ xuống. Người tới chính là Lâm Nhất, hắn đã rời khỏi Phù Vân Kiếm Tông được hơn một tháng rồi, mấy cái tên khá dễ gặm trên quyển trục hầu như đều đã bị trừ khử, những tên còn lại toàn là những tên khó nhằn. Ở phía dưới cái đảo hoang này, có một cung điện bí ẩn dưới lòng đất. Bên trong cung điện, một nam tử trung niên mặc hắc bào đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng vô cùng tráng lệ, một nữ tử ăn vận táo bạo để lộ ra quá nửa bộ ngực sữa đang hầu hạ cẩn thận ở trên ghế. Tiếp đó là 10 cao thủ khí thế bất phàm đang đứng ở hai bên ngai vàng, có cả nam lẫn nữ, bọn họ đều đang tận hưởng rượu ngon và các món ngon. 10 người không ai là ngoại lệ, tất cả đều có tu vi ở thiên phách thất trọng cảnh đỉnh phong, tà khí nội liếm. Ai nấy đều chỉ thiếu nửa bước nữa là đột phá lên tinh quân. Ở trong đại thế Côn Luân, người bình thường khi ra đời đã có cảnh giới tiên thiên, chỉ cần có một chút thiên phú, thì 15 tuổi đột phá lên thiên phách không phải chuyện khó. Nhưng tinh quân lại là một mốc khó, mốc này khó đến nỗi hầu như 90% người trưởng thành không thể lên được. Nơi thuộc quản lý của Phù Vân Kiếm Tông, nhân khẩu đâu chỉ trên 100 triệu, nhưng đệ tử thân truyền cũng chưa quá 500 người. Vậy là đủ biết. Đối với người bình thường mà nói, dù có là tinh quân thì cũng không hề dễ dàng đạt được. Người ngồi trên ngai vàng khoảng 50 tuổi, tướng mạo âm tàn, hàng lông mày lộ ra vẻ tàn ác. Tu vi của hắn ta đã tới cảnh giới tinh nguyên đỉnh phong, so ra thì hắn ta mạnh hơn nhiều đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông. Khí tức cực kỳ nặng nề, quan trọng nhất là sát khí trên người hắn ta cực kỳ đáng sợ, trong đôi mắt có thể thấy loáng thoáng huyết quang lưu chuyển. Hắn ta là Hoàng Dung. Cảnh giới tinh quân ở trong Thương Huyền Phủ, tán tu nổi danh hung ác, đệ tử thân truyền của 4 tông môn lớn đã ra tay với hắn ta mấy lần, đều để hắn ta chạy thoát thành công. Giờ phút này, bên trong cung điện có nhạc công đang diễn tấu, có nữ tử dung nhan kiều mị đang nhảy múa. Hắn ta và các cao thủ dưới trướng đang uống rượu trò chuyện, thưởng thức vũ điệu. Đại ca, chúng ta phải trốn đến lúc nào nữa? Chỉ là một công tử Táng Hoa thôi mà, có gì phải sợ? Trong số 10 cao thủ đang ở nửa bước tinh quân, có một đại hán uống rượu rồi bất mãn nói. Hoàng Dung lạnh lùng uống một ngụm rượu, chưa trả lời. Một tháng nay, trong Thương Huyền Phủ đột nhiên xuất hiện một người,
tự xưng là công tử Táng Hoa. Rất nhiều tà tu đã chết trong tay người này, Hoàng Dung lờ mờ nhận thấy tình hình không ổn, những tà tu bị giết đều là người có ân oán với Phủ Vân Kiếm Tông. Hắn ta có tính cẩn thận, nên đã trốn đi, dự định đợi phong ba này qua mới đi ra. Người của Phủ Vân Kiếm Tông, không thể lúc nào cũng tốn thời gian vào việc truy sát tà tu được, bọn họ cũng phải tu luyện, Hoàng Dung khá là hiểu điều này. Kha kha, lão thất, chỗ này của lão đại có đồ ăn đồ uống đồ chơi, còn có một cái linh tuyền để bế quan tu luyện lúc nào cũng được. Dạo này tên công tử Táng Hoa kia đang khí thế hăng, tránh một chút cũng không phải chuyện xấu. Một tên tà tu vẻ mặt gian xảo đang nhìn chằm chằm vào tỷ nữ đang nhảy múa, ánh mắt lộ ra nét đáng khinh. Chỉ sợ tên công tử Táng Hoa đấy đánh đến đây ấy. Cũng có người tương đối cẩn thận lên tiếng. Hừ. Hoàng Dung ném chén rượu đi, lạnh giọng nói, nếu hắn dám tới, thì ta sẽ khiến cho hắn chết không toàn thây. Ta ở đây tạm tránh phong ba, không phải vì ta sợ hắn, chẳng qua ta không muốn chuốc lấy phiền toái mà thôi. Hắn đã tốn rất nhiều công phu để xây dựng nên cung điện này, ngoại trừ việc nó bí ẩn ra thì hắn còn bố trí mấy trận pháp trọng linh nữa. Chỉ cần người xông vào không phải cao thủ ở cảnh giới tinh tược, thì xông vào đây xong chết thế nào cũng không biết. Có thể hoành hành hung ác bao nhiêu năm nay ở Thương Huyền Phủ, Hoàng Dung há lại không có tí thủ đoạn, xào huyệt này không dễ bị đánh phá đâu. Đại ca, Tử Diệm Kim Liên trong linh tuyển chín rồi ạ. Đúng lúc này, ở cửa cung điện, một nam tử hoàng bào kích động đi vào, trong lòng đang ôm một cái hộp. Tử Diệm Kim Liên. Trong đại điện, các võ giả đang ở cảnh giới nửa bước tinh quân lập tức sáng mắt ra, bọn họ bằng lòng đi theo Hoàng Dung. Chính bởi hắn ta nắm giữ một linh tuyền bí mật, trong linh tuyền này có mọc một báu vật là Tử Diệm Kim Liên. Bây giờ Tử Diệm Kim Liên lại chín, chỉ cần hắn ta ban cho bọn họ một tấm lá sen, thì họ có thể đột phá lên cảnh giới tinh quân rồi. Lui ra ngoài. Mí mắt Hoàng Dung giật giật, hắn ta đuổi nữ nhân ở bên cạnh đi, sau đó lại phất tay bảo họ lui ra ngoài. Cạch. Sau đó thoát một cái, hắn ta đã đi tới trước mặt tên võ giả áo vàng. Tên võ giả áo vàng thầm thấy khiếp sợ, nhanh quá, tinh quân bình thường e là chỉ đối mặt một cái thôi đã bại trận luôn trước mặt đại ca rồi. Những người được gọi là đệ tử thân truyền của tông môn kia lúc nào cũng đánh giá cao bản thân, nhưng mấy năm nay những đệ tử thân truyền ấy đều chết trên tay Hoàng Dung. Đặc biệt là hai năm trước, Phù Vân Kiếm Tông có bố vị đệ tử thân truyền bị đại ca hành hạ đến chết. Chuyện đó phải nói là gây chấn động Thương Huyền Phủ. Từ trên xuống dưới Phủ Vân Kiếm Tông nổi giận đùng đùng rồi phái ra rất nhiều trưởng lão, nhưng đại ca vẫn tiêu dao đến bây giờ. Hoàng Dung cầm lấy cái hộp gấm, sau đó lại nhoáng một cái đã ngồi lại trên ngai vàng. Hắn ta nhanh chóng mở cái hộp ra, nhìn một cái là thấy Tử Diệm Kim Liên được để ở trong hộp, hai mắt hắn ta sáng lên, rồi nở nụ cười quái dị, ta đã đợi mất mấy năm mới đợi được đến ngày Kim Liên chín, chỉ cần luyện hóa tâm sen, ta sẽ đột phá lên cảnh giới tinh hà. Chúc mừng đại ca. Có báu vật này, có khi đại ca sẽ đột phá lên cảnh giới tinh hà trong vòng 3 năm. Kha kha, đại ca ơi, gốc Tử Diệm Kim Liên này còn là loại dị chủng, tâm sen nhiễm một tia máu yêu. Đừng nói là tinh tượng, trong vòng 3 năm đột phá lên cảnh giới kim đan cũng không phải không thể. Các cao thủ dưới trướng lập tức đứng lên nịnh nọt. Ngày thường, Hoàng Dung nói năng thận trọng, tính tình nham hiểm tàn ác. Nhưng giờ phút này hắn ta cũng lộ ra vẻ vui mừng phấn khởi hiếm có. Vật này đúng là dị chủng, nhưng thiên phú của hắn ta không được cao cho lắm, cơ hội đột phá lên tinh tượng trong vòng 3 năm là rất lớn, nhưng muốn trở thành tôn giả cảnh giới thần đan, thì khá là miễn cưỡng. Nhưng đột phá được đến tinh tượng là hắn đã thỏa mãn lắm rồi, ở Thương Huyền Phủ, cảnh giới tinh tượng đã cực kỳ đáng sợ rồi. Ngoại trừ trưởng lão tông môn ra, thì chẳng có mấy người có thể đè ép được. Hoàng Dung cười nói, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các người đâu, lá sen này có tổng cộng 13 lá, thể nào các người cũng có phần. Cảm ơn đại ca. Đại ca chỉ cần nói một câu thôi, thì dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng không chối từ. Đám người hai mắt sáng ngời, phấn khích phát điên. Hoàng Dung thầm cười lạnh, đám người này có bao nhiêu trung thành, trong lòng hắn ta biết rõ. Nhưng chỉ cần hắn ta đè ép được bọn họ, thì không sợ đám người này dở trò gian trá. Tử Diệm Kim Liên nhiễm máu yêu, đúng là hiếm gặp thật, ta cũng muốn. Đúng lúc này, có một giọng nói lạnh lạnh truyền tới. Hửm.
Bên trong cung điện yên tĩnh lại ngay, cả đám mặt biến sắc, giáo giác nhìn xung quanh. Nếu các hạ đã tới rồi, tại sao không hiện thân xem nào, trốn trốn núp núp chẳng thú vị gì. Ý cười trên mặt Hoàng Dung nhoáng cái đã không còn, khuôn mặt kia đang trở nên âm lãnh hết sức, đồng thời hắn ta cũng lặng lẽ cất Tử Diệm Kim Liên đi. Chỉ cần đối phương dám xuất hiện ở cung điện này, vậy thì mặc kệ hắn có lai lịch gì, chết là cái chắc. Trận pháp bên trong cung điện này là hắn bỏ ra giá cao mời vị huyền sư tài ba về bố trí, rồi lại tốn mất mấy tháng mới bố trí xong. Chỉ tính nguyên đan tinh thần thôi đã tốn hơn 1.000 miếng rồi. Ca, 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 ca. Không có ai trả lời, chỉ có tiếng tiêu dồn dập như có thiên quân vạn mã gào thét chạy qua. Sau đó là những tiếng nổ mạnh liên tục, trận văn ẩn trong tường thi nhau vỡ tan, chỗ tiết điểm của đan tinh thần thì nổ thành từng mảnh vụn. Cái gọi là linh trận, lập tức sụp đổ. Rầm. Cung điện đèn đuốc sáng trưng, nguy nga lộng lẫy, lập tức trở nên cực kỳ u ám. Chỉ có vài ngọn nến chập chờn trong không trung, lóe ra ánh sáng yếu ớt, đại điện lúc sáng lúc tối. Là hắn. Người đó tới rồi, đám cao thủ dưới trướng Hoàng Dung tái nhợt mặt. Công tử Táng Hoa, hắn đánh tới đây thật rồi. Hắn ở bên trong Thương Huyền Phủ, gần đây đột nhiên đi ra ngoài, sát phạt quả quyết đến cực điểm. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn đã giết liên tiếp mười mấy vị tà tu ở cảnh giới tinh quân, và được đồn một cách thần kỳ. Hắn có một mái tóc bạc, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, trên người mặc bộ trường bào màu bạc. Một cây tiêu, một thanh kiếm, một tiêu một kiếm giết cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hắn từng vì truy sát một vị tà tu, mà giết liền mấy trăm người trong một đêm, sau đó xóa sổ sơn trang mà đối phương kinh doanh đã lâu. Mặt Hoàng Dung biến sắc, không ngờ người này lại dám đánh đến tận hang ổ của hắn ta. Xôn xao. Trong đại sảnh chợt có ánh sáng, màu bạc rực rỡ như tuyết, tản ra từng góc. Mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn, thì thấy có một thân ảnh xuất hiện ở lối vào từ lúc nào không biết. Ánh sáng tỏa ra từ trên người hắn giống hệt người trong lời đồn, đeo mặt màu bạc, mái tóc dài màu bạc, trên người mặc bộ trường bào màu bạc. Trên lưng đeo hộp kiếm màu bạc, thanh kiếm đó, trước mắt tạm thời chưa có ai thấy. Trong tay hắn cầm trường tiêu, hắn đứng im ở đó. Nhưng dù chỉ đứng thôi thì cũng đã có sự sắc bén đáng sợ đập vào mặt, làm cho người ta không thở nổi. Công tử Táng Hoa. Mọi người giật mình khiếp đảm, lưng toát mồ hôi lạnh, bờ môi run run không kiểm soát. Giết hắn đi. Hoàng Dung ngồi trên ngai vàng hoa lệ, sau đó lên tiếng với vẻ mặt vô cảm. Nhưng những người vừa nãy còn hô hào sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì hắn ta, bây giờ chẳng ai nhúc nhích cả. Vẻ mặt Hoàng Dung lập tức trở nên cực kỳ xấu. Một đám khốn kiếp. Không muốn chết thì cút đi. Lâm Nhất nhếch môi cười, hờ hững nói. Đa tạ công tử Táng Hoa đã giơ cao đánh khẽ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 149.